chào cả nhà. Hôm nay lên bộ phun Mỹ nha cả nhà ơi. Bộ phun Mỹ với bộ mango. Mà tối em còn được một ít em lên với chị luôn nha. Bộ này nhìn mà đẹp chứ thật. Cây vô lăng hả? Su lên lộn. Nó lộn cho mấy cái để đi. Nó cái gì nó chưa mở ra. Nó cái thật cái gì nữa. Chào cả nhà, mình hôm nay lên bộ phun Mỹ xịn sò nữa nha cả nhà ơi. Hôm nay về cho các chị một cái lô mới nha. Rất là đẹp. Dạ em cảm ơn chị Hằng Cẩm. Em cảm ơn chị đẹp nhiều. Bộ em đang mặc là phun Mỹ nha cả nhà mình ơi. Phun Mỹ hôm nay về có mẫu mới, có nhiều mẫu đẹp cho các chị lắm, rất là đẹp luôn. Phun Mỹ này là em có size bự nha, em có size 6 mấy ký nha, 65, 67 ký. Bộ này hôm nay đa số là em còn size lớn, cái chị size lớn. Hả? Không mất máy, hôm nay bao. Còn hai bên xả chân, ái dông. Cái phần đó là Hồng Quang gọi được không? Ái dông hay được. Tiếp rồi. Tích Trang hả? Xả đơn nha. Sáng chị nhắn rồi. Sáng chị nhắn không trả lời đi, trả lời lại đi. Xả đơn. Đồ ống rộng là em có rồi chị ơi. Đồ ống rộng theo số đen là em like hôm qua nay rồi ha, chị coi lại like giùm em đi, coi lại like ngày hôm qua ha. Mango giống tối hôm qua còn chị, em còn được mấy chục bộ á. Mango giống như tối hôm qua là em còn được mấy chục bộ, hay là em lên cái mẫu đó trước cho mấy chị đi rồi lên phun Mỹ nha. Nè em còn được có nhiêu đây nè. Nó vừa màu với nó vừa bông luôn. Lên bộ mango trước cũng được, cái nào lên trước cũng được hết á. Tại vì bữa nay là em like hai mẫu cùng dưới nè. Cái này là cái này là dùng bộ nào bé mình nói. Dạ. Cái này nó còn lẻ lẻ. Bây giờ chắc được. Bộ này đẹp lắm nha, các chị mua đi. Bộ này em có 300 mấy bộ mà hồi tối chắc em bán cỡ 200 bộ rồi. Cái này em có tầm khoảng 350. 350, 380 gì á. Giờ ở đây chắc nó còn được tầm khoảng hơn 100 bộ.
của chị Thuận Thuận là mới đi bữa 16. Là đơn hàng đang vận chuyển nha chị ơi. Chị ở dòng riền là đơn nó đi hơi chậm tí xíu nha. Nó ở tiến xã, tiến huyện là đi hơi chậm hơn bình thường tí xíu. Bộ em đang mặc chị Tuyền Nguyễn là 1m65 57kg á. Là chị mặc em sợ nó hơi ngắn đó chị. Nó hơi ngắn. Giờ mấy chị muốn lên Phong Mỹ trước hay là muốn lên bộ Mango trước em lên cho. Bộ em đang mặc là 150 chị Nguyễn Ngọc Lĩnh. Bộ Phong Mỹ em đang mặc là 150 nha. Bộ Mango trước nha, ok lên bộ Mango. Bộ Mango này là kiểu trung niên là nhiều nha các chị. Kiểu trung niên nhiều nha, tại vì cái hàng này là bộ mặt nhà. Bộ trung niên nhiều. Đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, cái lô này được có 300 mấy bộ à. Hàng của Quỳnh Anh mà hàng đẹp đẹp không. Ok em lên bộ Mango cho chị trước nha. Bộ em mặc không có size lớn chị, bộ em mặc nó có hai bộ size 3. Size 3 là size 55kg trở lại. Mặc là có một size 1 à. Bộ em mặc có hai bộ size 3 hả? Size 55 56kg trở lại thôi chị, không có size 4. Rồi bây giờ em lên cho cái chị bộ Mango trước nha, bộ Mango. Bộ em mặc là thun Mỹ là 150, còn bộ Mango là 115.000. Ok, bộ em mặc em chốt cho chị bộ size 3 ha chị Tuyền. Thun Mỹ là 150, còn Mango là 115 cả nhà. Bộ em mặc chất thun Mỹ đẹp lắm. Rồi bộ này là bộ Mango nha, em lên bộ Mango Quỳnh Anh trước cho các chị. Bộ này thì 115.000. Bộ Mango này em còn tầm khoảng hơn 100 bộ à. Em lên xong rồi em lên bộ thun Mỹ cho. Thun Mỹ bữa nay về có nhiều kiểu mới lắm các chị. Đây Mango chín tóc là chị, ống rộng chín tóc. Thay giỏi giùm em đi chị. Rồi bộ em mặc là bộ ống rộng chín tóc nha. Em có size 1X là size cho các chị 55kg trở lại. Và bộ này em có size 3X là size cho các chị 60-65kg. Lên giúp giùm em, mẫu này là 1.1 và 1.3. 1.1 là 55kg trở lại, em đang mặc là 55kg nè. Em đang mặc là bộ này 55kg trở lại ha. Và 1.3 là size cho cái chị đẹp nhà em là 65kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 1.1 hoặc là 1.3, giá 115.000 một bộ. Rồi lên giúp giùm em nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. 1.1 hoặc là 1.3, cả nhà chốt giúp em nha, 115.000. 1.1 là size 1X đó các chị, là 55kg. Và 1.3 là size 3XL đó. Cái form này 3XL 65kg trở lại thôi. 1.1 em chốt cho chị Hồng Diễm một bộ. Ok chứ. Rồi em còn một bộ 1.1 và một bộ 1.3 nữa các chị. Em còn một bộ 1.1 và 1.3 nữa nha. Rồi cái này em có size số 6 và size số 7, size số 5 luôn. 5, 6, 7. Size số 5 là 60-65kg. Bộ này 60-65kg là size số 5. 65-70kg là size số 6. 70-75kg là size số 7. Lên giúp giùm em 2.5, 2.6 và 2.7. Chị chốt size số 7 này chị Thi Lệ. Mã số 2 nè, em có 2.5 là 65kg trở lại, 2.6 là 70kg và 2.7 là 75kg.
lên giúp em bộ này. Đẹp lắm luôn nha các chị ơi, vải là không phải bàn luôn á, rất là đẹp. Đuổi cũng đẹp luôn, hôm qua nay tối qua em like mà em ghiền luôn. Tối qua tại trễ quá nên em không có lên hết cho mấy chị đó, chứ hôm qua còn sớm là em lên hết cái lô này luôn nè. 2.7 em chốt cho chị Thi Lệ. Rồi em còn 2.5 là 60-65kg ha. 60-65kg và 2.7, 2.6 là cho cái chị 65-70kg. Đẹp lắm luôn á các chị, cái vải nè. 115.000. Mặc chừng nào chán rồi bỏ. Một hộp mực cán là 250g chị nha, là 135.000. Rồi cái này em có size 5 với size 6 thôi các chị. Size 5 là 65kg, 60-65kg nha. Và size số 6 là size cho các chị 65-70kg, 115.000. Bộ này là có đính đá trên mấy cái bông luôn nha. Bộ này thì em có size số 5 và size số 6 cho các chị. Bộ này là em có size 5 với size 6 nha. Chốt giúp dùm em là 3.5 và 3.6. 3.5 là 65kg trở lại, 3.6 là cho cái chị 65-70kg. Rồi lên giúp dùm em bộ này, 3.5 và 3.6 rất là đẹp luôn các chị. 3.5 với 3.6 nha. Sao nó chết? 1.1 em chốt cho chị Phạm Lộc. 1.1 là bộ em đang mặc. Mực xé 1kg là 380 nha chị ơi. 1kg nó nhiều lắm á. Cái chị mua mực xé ngợi lắm á. Mấy chị ngợi hơn là mình mua mực khô á. Tại mực xé đó là em làm từ mực dẻo á. Từ mực dẻo xé ra rồi mình sấy. Mình sấy như mình tẩm gia vị á, xong rồi mình sấy nó lên nha. Nên là cái vị nó cũng vừa ăn. Với lại là cái đó ra là chị sử dụng liền. Và cái miếng mực của nó là nó vẫn còn cái độ ngọt nha, tại vì em làm bằng mực dẻo chứ không phải làm bằng mực khô. 3.6 em chốt cho chị Nguyễn Hương. Bộ em mặc là còn được một bộ số 3 á chị, 60-65kg. Bộ em mặc là còn được một bộ size số 3, 60-65kg mặc gì. 3.6 được mấy bộ chị? 3.6 cho chị Trần Ngọc Vân Trang. Rồi em còn được 3.5 cái gì? 3.5 và 3.7. Có 3.5 không? Ủa? Nãy không có 7 hả? Không. Nè. Chị lộn rồi đó. Cái đó là mã số mấy? Ủa vậy hả? Mã số 3 là em còn được 3.5 thôi nha các chị ơi. Em còn được 3.5 thôi, em xin lỗi. Cái này là mã số 4. Em có 4.5, 4.6 và 4.7. Bộ này là mã số 4 các chị, rất là đẹp luôn. 4.5 là 60-65kg, .6. Ồ cái này thôi, đâu có 6 rồi hả? Cái này em có 5 với 7 nha các chị. Mã số 4 là em có 4.5, 4.5 và 4.7 nha. 4.5 là 60-65kg và 4.7 là size cho các chị 70-75kg. 4.7 em chốt cho chị Thi Lệ. Có chị một túi là em vô nửa ký nha. Tại vì nửa ký nó nhiều lắm. Nó em ép nó lại á, em hút chân không nên là cái chị nhìn cái cục của nó như thế này thôi, nhưng mà nó rất là nhiều trong đó. Tại vì khi mà mình mở ra nó sẽ bung ra nha, còn khi em hút chân không thì nó sẽ bị ép lại. Một túi em vô có nửa ký à, không có vô 1 ký được. 4.7 em chốt cho chị Nguyễn Nguyễn. Bộ thun Mỹ chút xíu like chị, em like cái bộ này trước, xong bộ này rồi lên thun Mỹ. Bộ em cầm bộ mango là 115.000 nha chị ơi. Rồi bộ này là bộ ống rộng 9 tấc nha cả nhà. Bộ ống rộng 9 tấc em còn được một bộ 4.5 cho cái chị 60-65kg mặc vừa. Bộ em mặc 65kg cho chị Nguyễn Thủy là bộ số 3, cho chị Nguyễn Thủy là em hết luôn. 1.3. Chị My Diễm ơi, đơn hàng của chị á, là chị mấy bạn nhà em chốt đơn cho chị làm sao? Mấy chị chốt đơn với mấy bạn gọi điện chốt đơn sao, mấy chị chốt chắc ăn cho với mấy bạn giùm em đi mấy chị, chứ hỏi em không có biết đường em trả lời ha. Bộ 4.5 được hai bộ hả chị? Có một bộ hả? Bộ em
em đang mặc là cái bộ số 1 á. 1.3 chị ơi, đúng rồi. Cho chị Nguyễn Thị. Rồi 4.5 em còn một bộ nữa nha các chị ơi. 60 đến 65 66 kg mặc vừa. Rồi bộ em mặc hết. Mấy chị chốt đơn hàng, lưu ý giúp em là chốt đơn hàng thì chốt kỹ với mấy bạn chốt đơn giùm em nha mấy chị. Chứ mấy chị lên mấy chị hỏi em đơn hàng đi hay chưa, em không có trả lời cho mấy chị được nha. Bộ này size 2XL, bộ này size cho cái chị đẹp nhà em nha. 56kg ha, 56-57kg đến 61-62kg mặt vừa. 56-57kg đến 61-62kg mặt vừa. Lên giúp giùm em bộ này em có size 2 với size 3. Size 3 là cho cái chị đẹp nhà em là tầm khoảng 62kg đến 67kg. 62kg đến 67kg lên giúp giùm em là 5.2. 5.2 là 62kg trở lại và 5.3 là cho cái chị 67kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Bộ này là bộ đuổi nha các chị. Đuổi của nhà Quỳnh Anh là siêu đẹp, chứ không phải là gọi là đẹp nữa mấy chị, là siêu đẹp luôn á, rất là đẹp luôn nha. Rồi lên giúp giùm em cái này là thiêu trực tiếp nha. Cái bộ này là về mấy cái chị mà mua cho mẹ hay gì đó là mặc là ok luôn rồi đó mấy chị đẹp. Lên giúp giùm em là 5.2 và 5.3 nha. 5.2 là 62kg trở lại và 5.3 là 67kg trở lại. Rồi bộ này em có size 1 và size số 3. Size 1 là 55kg và size 3 là 65kg. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 6. Lên giúp giùm em là 6.1 và 6.3 cả nhà ơi. 6.1 là 55kg trở lại mặt vừa và 6.3 là size cho cái chị đẹp nhà em là 65kg trở lại. Mango nha các chị, bộ mango. Bộ này bình thường các chị mua là 170-180 bộ. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Chốt em bộ này là mã số 6. 6.1 là 55kg nha các chị và 6.3 là cho các chị 65kg trở lại. Chốt em mã số 6. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. Số 7 là em có 1, 2, 3. 7.1 là 55kg, 7.2 là 60kg và 7.3 là 65kg. Lên giúp em bộ này là mã số 7. Chốt em mã số 7 nha. Lên giúp em bộ này là mã số 7. Mã số 7. 7.1 là 55kg, 7.2 là 60kg và 7.3 là 65kg. Rồi lên giúp giùm em là mã số 7. Mã số 7 nha, lên giúp giùm em là mã số 7. Rồi, mã số 8. Em có 8.5 là 60 đến 65kg và 8.7 là 70 đến 75kg. 50kg là mặc size số 1 đó chị. Bộ nào em nói 55kg trở lại là chị mặc được đó chị Út Lê. 7.3 em chốt cho chị Hồng Quỳnh là em hết. 7.3 có 2 bộ. 7.3 2 bộ. Rồi 7.3 cho chị An Thu một bộ nữa là em hết 7.3 nè. 8.7 cho chị Nguyễn Nguyễn một bộ. Cho chị Thiên Lệ một bộ nữa là em hết 8.7, em còn 8.5. 8.5 là 60 đến 65kg mặt dự. Cái quạt, cái quạt. 8.7 em hết chị Nguyễn Hương ơi, em còn được 8.5. 60 đến 65 66kg mặt dừa. Rất là đẹp luôn các chị. Lên giúp em bộ này nha các chị. Bộ này 66 67kg mặc được luôn. Nhưng mà thường là em canh cho mấy chị 65 để cho các chị mặc thoải mái, cho các cô mặc thoải mái. Rồi lên giúp giùm em bộ này ha. Chốt em bộ này là 8.5. 66 67kg trở lại tùy chiều cao của chị đẹp nhà mặc vừa luôn. Bộ này em có 2 bộ size số 7. Lên giúp em mã số 9, 70 đến 75kg mặc vừa. 9.7 em có 2 bộ. Mã số 8 còn bộ. Mã số 8 còn có 1 bộ. Lên với em bộ này là mã số 9 nha các chị. 9.7 em có 2 bộ. 8.5 cho chị Lý Lê.
Chị Lý Lê ơi, mua một bộ mà không có đi đơn được thì cố gắng chốt hai bộ trở lên giúp giùm em nha chị. 9.7 cho chị Nguyễn Thúy Quyên một bộ. 115.000 một bộ chị. 9.7 em chốt cho chị Thi Lệ một bộ. Chị Thiêu Bồi liên hệ với mấy bạn chốt đơn giùm em đi chị, mấy bạn quản lý đơn hàng của mấy chị ha. Em có thông báo với mấy chị là chị chuyển cọc, là chị chuyển cọc qua đâu. Cái nick Facebook của chị là Thiêu Bồi, là Thiêu Bồi luôn hả? Đơn của chị hồi nào vậy chị? Liên hệ với mấy bạn chốt đơn giùm em đi chứ ơi. Hồi tối em nói sao mấy bạn, hình như là mấy bạn nói để mấy bạn kiểm tra đó, đơn của chị mua hồi nào vậy? Tải mang gồ chị Nguyễn Lan Phương. Tại vì cái vấn đề mà cọc á, là mấy chị trao đổi trực tiếp với mấy bạn chốt đơn. Sau khi mà em nhận được cọc, em sẽ thông báo xuống mấy chị, ừ, là chị nhận được cọc bao nhiêu đó của chị nào đó, là em thông báo xuống cho mấy bạn, là mấy bạn sẽ gọi cho mình nha. Dạ. Bé Quyên nó chưa vô hả chị? Chị bước xuống chị hỏi bé Thủy giùm em thử coi là đơn của chị Thiêu Bùi hôm qua có đơn không chị? Có, gọi lại liền giùm em đi để lên like hỏi. Mất công cái vấn đề tiền bạc lắm. Ủa chị Thiêu Bùi, mấy bạn nhà em gọi cho chị rồi mà chị lên chị hỏi em cái gì vậy chị? Chị nó gọi rồi, cọc 100.000 đây đi rồi. Sao vậy? Mấy chị ơi, mấy chị vui lòng, mấy chị có vấn đề gì về cái vấn đề mà hàng hóa đi hay chưa, chốt đơn hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với mấy bạn chốt đơn, đừng giùm em, đừng có lên hỏi em. Em ở trên đây em nhiệm vụ em chỉ là livestream cho các chị thôi, còn thông tin gửi hàng đồ này kia mấy chị trao đổi trực tiếp các bạn chốt đơn giùm em nha. Hỏi em không có biết. Rồi nó lu bu và nó mất thời gian lắm. Rồi trả lời không có khớp với nhau, rồi mấy chị lại là bắt lỗi bắt phải em nữa. Trời, em sợ cái vấn đề đó lắm nha mấy chị. Nó rất là nhạy cảm về cái vấn đề tiền bạc nha. Đó, nên là mấy chị đẹp nhà em á là trao đổi trực tiếp với mấy bạn chốt đơn giùm em đi, đừng có lên like hỏi em. Em không biết để em trả lời cho mấy chị á, nhiều khi trả lời tầm bậy tầm bạ mất công lắm. Chị Lê Kim ơi, bộ em đang mặc là chất liệu vải mango, nhưng chị vải này thì nó không có co giãn. Cái chị cứ lên đúng số ký đó, em đọc là về cái chị mặc thoải mái, vải này nó không phải là vải thun. Nên là khi cái chị mặc đó thì cái form của nó sẽ suôn suôn thoải mái vậy nè. Chị ống như cái chị mặc đồ tôm vậy đó. Rồi lên giúp giùm em này nha cái chị. Cái này em có size 5, size 6 và size 7 nha chị. 5, 6, 7. Size 5 cũng 60 đến 65 kg nha, size 6 là 65 đến 70 kg và size số 7 là 70 đến 75 kg. Lên giúp giùm em bộ này là 10.5, 10.6 và 10.7 chị. 10.5 là 65 kg trở lại, 10.6 là 70 kg và 10.7 là 75 kg. Rồi lên giúp giùm em bộ này, rất là đẹp luôn. 10.7 em chốt cho chị Nguyễn Hương. 115.000. Rồi là hết. Hàng này là bình thường các chị mua nó tầm giá khoảng 170, 180 nha. Rồi em còn 10.5 với 10.6 các chị. 10.5 với 10.6. Dạ 380. Úc ơi, 380 một ký. Một túi em vô cho mọi người là nửa ký nha, nhiều lắm á, một ký nó nhiều lắm. 115.000 một bộ chị Huệ Lan ơi. 115.000, hàng này là hàng mango của Quỳnh Anh đó chị. Em bao đẹp cho mấy chị luôn. Quỳnh Anh là nổi tiếng từ xưa tới giờ là chuyên những cái hàng mà xuất khẩu, ngày xưa là chuyên xuất khẩu á mấy chị. Em mấy hồi đó giờ em bán mấy năm trước em bán, mà em muốn tìm hiện hàng Quỳnh Anh hơi bị hiếm luôn, nó không có hàng. Tại đa số hàng xuất khẩu mấy năm nay chắc do dịch do này kia nên xuất khẩu ít.
nên là mình mới được thừa hưởng chị. À, giờ mới có, em thấy mới có hàng trên thị trường, cái hàng rất đẹp nha, hàng của Quỳnh Anh thì các chị yên tâm, Quỳnh Anh, Hiếu Hạnh rồi đó, bi nhà của BT, nhà TF gì đó, em thấy mấy hàng đó là em bán, em để ý em thấy mấy hàng đó là toàn hàng đẹp không à. Rồi mấy hàng đó các chị mua là không có sợ. Lên giúp em bộ này, em có hai bộ size số 6, 65-70kg. Cái mang gồ ở ngoài cái chị sờ nó đẹp dữ lắm, cái đuổi còn ghiền dữ nữa. Rồi lên giúp giùm em cái này nha, em đang lên cho cái chị là bộ ống rộng chín tóc nha cả nhà. Chốt giúp giùm em bộ này 65-70kg, lên giúp em 11.6. em có hai bộ, em còn có mấy bộ nữa em hết rồi, các chị tranh thủ mua đi, hết uổng lắm. Bộ này em có size cho cái chị 57kg và size cho cái chị 63kg. Lên giúp em bộ này mã số 12. 11.6 cho chị An Thu. Chị Hằng Nguyễn ơi, lên đúng mã số giúp em. 115.000 một bộ nha chị Mỹ Linh. 115.000 chị. Đơn của chị Mỹ Linh chút xíu, bạn đó đi làm xong em nhờ bạn kiểm tra đơn như chị, bữa nay thứ bảy nên là bạn đi hơi trễ chút xíu. Rồi bộ này bộ ống rộng luôn, bộ này chất đuổi nè. Cho cái đuổi này hả là nó có co giãn nha mấy chị ơi. Đuổi này là mặc ghiền luôn á nha. Đuổi này mà cho mấy cô mặc tôi nói là cực sang luôn. Bộ này em có size cho cái chị á, là size 1X là size 57kg và size 2X là size 63kg. Các chị lên giúp giùm em bộ này là 12.1 và 12.2. 12.1 là 57kg nha, 12.2 là 63kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em. Cái hoa thiêu cũng đẹp nữa nè mấy chị, đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em bộ này mã số 12. Chị nào mà mua tặng mẹ là mua mấy bộ này nè mấy chị, sang và đẹp lắm. Rồi bộ này lên giúp em mã số 13 nha, màu đỏ đô nè. Em cũng có size 1 luôn. 12.1 chốt cho Út, 12.2 chốt cho chị Lý Lê. Bộ này là mã số 13 giúp em luôn. Mã số 13 luôn nha, ống rộng chín tóc luôn, em có mã số 13 luôn. 13.1 cũng là 57kg và 13.3 là 13.2 là cho cái chị 63kg. 12.3 em chốt, 12.2, 12.3 em không có chị Hằng Nguyễn, em có 12.2 và 12.1. 12.1 là 57kg. Ủa 12 em hết rồi. Không có 12.3. Bộ này là mã số 13 nha, 13.1 là 57kg và 13.2 là cho cái chị 63kg. 13.1 em chốt cho chị Hồng Diễm. Rồi em còn một bộ 13.2. Ủa cái này khác hả chứ? Em còn một bộ 13.2 cho cái chị đẹp nhà em 63kg trở lại mặt giường. 63kg các chị. 12 nha, 12.3. Ủa quên, 12.2. 13.2. Trời đọc lộn rồi. Rồi 14 nha. 14 em có size 2 với size 3 nè chị. Màu cam đất. 14.2 là 63kg và 14.3 là 67kg. Em còn một bộ 13.2 là 63kg trở lại và trên tay em đang cầm là mã số 14. 14.2 là 63kg trở lại và 14.3 là size cho cái chị 67kg trở lại. Lên giúp em bộ này nha các chị. Đuổi này về mặt là ghiền luôn á mấy chị. 115.000 một bộ nha chị Tuyết Huệ. Chấm 3 em chốt cho chị Thanh Thúy. 14 em màu này. Chấm 1 với chấm mấy chứ? Rồi cái này em có 15, 15.1 là 57kg và 15.3 là 67kg. Nó làm ở dưới một cái mùi mực nó bay lên chị không nổi luôn. Mực ngon lắm, cái chị mua về dùng Tết đi mấy chị, khỏi cần phải mua khô mực để nướng đồ này kia lên mất công hết. Cái đó là cái chị bờ, cái đó là cái chị đẹp nhà em có thể là trộn chung với gỏi vẫn được luôn nha. Cái mực đó đó, cái mực mà mực xé tẩm nước dừa mà em đăng lên cho mấy chị đó, hoặc là cái chị chỉ cần sau cái đó là chế biến xong chín hết rồi, cái chị về cái chị chỉ cần
lấy ra và mình sử dụng thôi, mình ăn không cũng được, mình uống bia uống trà nha, hoặc là mình trộn gỏi cũng ok. Các chị muốn ngon hơn á, thì các chị có thể là chấm với nước tương, pha một tí xíu tương ớt nó cũng rất là ngon luôn. 14.2 cho chị Hằng Nguyễn. Dạ chị Dương Rạng, ok chị. Cơm cháy có nha chị ơi, cơm cháy là lúc nào em cũng có hàng cho mấy chị hết. Cơm cháy với trà bông với lại là em có thường xuyên cho các chị hơn. Còn lạp xưởng á, lạp xưởng các chị tranh thủ đặt đi từ đây tới Tết, rồi từ đây em bán tầm khoảng 20 ngày nữa là em ốp rồi. Đó là em từ đây tới 10 ngày tới là em sẽ nhận đơn lạp xưởng cho các chị. Qua tới hết tháng này là em nghỉ nhận lạp xưởng rồi. Các chị có mua biếu hoặc là mua để dành Tết dùng á, thì các chị đặt nhà em mua nha. Có lạp xưởng đâu này kia ở trong nhà thì nhiều khi có khách thứa rồi mình làm nó cũng nhanh gọn, với chị mấy món nó cũng dễ dùng. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 15. Em có 15.1 ha, 15.1 là 55kg và 15.3 là cho cái chị đẹp nhà em là 67kg trở lại mặt dừa. Rồi chốt giúp giùm em 115.000 một bộ. Sen vô kẻ đi chứ, sen kẻ bông màu chứ sen kẻ lộn xộn đi. Đừng có lên màu không, cái hơi bông không, sen kẻ vô cho nó đỡ chứ. Lên giúp em bộ này nha cái chị đẹp nhà em. Bộ này em có size số 1 và size số 2. Ở bộ này em có 2 bộ size 2. 57kg đến 63kg mặt dừa. 57kg đến 63kg mặt dừa lên giúp em 16.2. Lạp xưởng truyền thống là 155.000, lạp xưởng hồ lô là 160 chị nha. Lạp xưởng trứng muối là 170, còn lạp xưởng tôm là 150. Một túi em mua em đăng lên cho mấy chị là túi đó là nửa ký. Rồi lên giúp giùm em bộ này các chị đẹp nha. Bộ này là mã số 10 mấy chị? 16. Em có 16.2 nha các chị ơi, 57kg đến 63kg mặt dừa. Mấy bộ này là mặt là tao nói em bảo hành cho mấy chị 5-6 năm luôn, mặt nó vẫn bình thường đó mấy chị, không có bị gì chứ, đẹp lắm. Giải rất là đẹp nha. Em còn tầm khoảng hơn 100 bộ nữa là em hết nha mấy chị đẹp nhà em. 16.2 em chốt cho chị Tuyết Huệ. Chị mai mốt chốt size 2 nha chị Nina Bin ơi. Dạ không chị Hồng Diễm ơi, em bán túi nửa ký với lại là em bán túi một em bán túi nửa ký trở lên nha chị ơi, 250g mực xé là em không có chốt nha. Thun Mỹ chút xíu lên nha chị, Thun Mỹ chút xíu lên. Chị Đinh Khả Hân ơi, đơn của chị gọi rồi là đi rồi nha chị ơi, gọi hồi sáng thì chưa đi, còn gọi ngày hôm qua là đi rồi. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha. Đơn gọi hồi sáng thì chưa đi nha cả nhà, còn đơn gọi hôm qua là đi rồi. Rồi chốt em bộ này các chị. Bộ này em có size 5 với size 6. Size 5 là 60 đến 65kg và size số 6 là 65-70kg. Lên giúp em bộ này là mã số 16. 17 chứ. Em có 17.5 là 65kg trở lại và 17.6 là 65-70kg. 1kg hầu lô cho chị Thanh Thúy. Dạ em cảm ơn chị Minabin rất là nhiều. Hồi tối mấy bộ cách tân là chế chốt size số 2 đúng không? Có chốt cái bộ nào size 1 thì nói với bạn nhà em đổi lên size 2 cho chế nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này đi cái chị, bộ này đẹp nè. 17.6 em chốt cho chị Nguyễn Lan Phương. Mua cho con gái chị hả? Chị Huỳnh Đào là 16.5 hả chị Huỳnh Đào? Quên, 17.5 hả chị Huỳnh Đào ơi. Đơn của chị gọi hồi sáng là chưa đi đó chị Đinh Khả Hân ơi. Chưa có đi, chị mua thêm đi rồi em nói với bạn dồn đơn cho. Còn đơn gọi ngày hôm qua là đi rồi. Bộ này em không có size 80kg chứ ơi. Bộ này 75-77kg trở lại hả? 115.000 một bộ. 17 không có 17.7 chị Hoàng Huỳnh ơi, em có 17.5 không à? Giờ dạ. Còn 5 không? Giờ 17.5. Giờ em còn 2 bộ 17.5 là size cho cái chị 60 đến 65kg. Bộ em mặc là ống rộng chín tóc luôn chị, nhưng mà hết rồi.
Rồi bộ này lên giúp em mã số 18. 70 đến 75 kg nè, 18.7. 18.7 nha chị, 70 đến 75 kg mặt đường. Lên giúp em bộ này là 18.7. 17.5 em chốt cho chị Huỳnh Đào. Bộ này 70 đến 75 kg các chị, lên giúp em 18.7. Mười bảy chấm năm cho chị Nina On, 18.7 cho chị Nguyễn Hương và em hết luôn. Bộ này 55 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em 19.1. 19.1 cả nhà, 55 kg trở lại mặt dừa, 19.1. 19.1 cái chị đẹp nhà em, 55 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em 19.1 ạ. Họ biết đẹp lắm chị, 19.1. Mười lăm ký đến 60 kg mặt dừa, lên giúp giùm em là 20.2 cái chị, 20.2 giúp em nha. Bộ thun mỹ tí xíu em lên 20.2 giúp em cả nhà, 20.2 rất là đẹp luôn. 115.000 một bộ à các chị, vải mango bao xịn nha, bao xịn bao đẹp. Lên giúp giùm em là 20.2 55 đến 60 kg mặt dừa, 115.000 một bộ. Bán hết rồi. Tối bán hết trơn rồi đó. Chị Quỳnh Đào nửa ký mực xé ok chứ. Bộ em đang bận hết rồi chị. Em thực phẩm này vô đây. 20.2 chốt cho chị Út Hằng. 20.2 là 55-60 kg nha chị Út Hằng ơi. Rồi lên giúp em 21 cả nhà. 21-65-70 kg. Cái bộ này là nó có tính đá ở trên mấy cái bông nữa nè nha chị. Nó rất là chín. Rồi lên giúp em bộ này là 21.6-65-70 kg. 21.6 với chị, 21.6. 65-70 kg. Em đang lên cho chị là ống rộng 9 tấc nha. 21.6. Nè bộ này cái chị người ta bán là giá 170 đó mấy chị, giá lẻ. Giờ cái chị mua là một giá 115.000, mình được giảm 50-60.000 một bộ luôn, rất là đẹp nha. Giải đẹp lắm. Lên với em bộ này là mã số 22. 21.6 em chốt cho chị Hằng Nguyễn. 21.6 cho chị An Thu. Em xin lỗi. Chị Hằng Nguyễn không có, chị Hằng Nguyễn sao? Chị An Thu là trước nhất. Ok. 21.6 cho chị An Thu, em xin lỗi nha. Chị Hằng Nguyễn chọn qua bộ khác giúp em nha chị. 20.2 mình còn không chị? Mã số 20 mình còn không? 20 em hết rồi chứ ơi. Cô Ngọc Ánh nửa ký mực sấy. Dạ cô. Nãy lo rồi cô. Cái chị mua mực sấy thì em thấy mực sấy là ăn ngon và tiện hơn là cái khô mực luôn, mà nó rẻ hơn mấy chị, tính ra 340 một ký. Mà mực đó là em làm bằng mực dẻo cho các chị, bình thường cái chị mua mực dẻo mà cái loại mực nó bự mà nó dày vậy ít nhất cũng phải là 600-700 ngàn một ký. Cái đó là các chị mua là các chị yên tâm nha. Những cái hàng dụng á, là em đã sàng cho các chị hết luôn rồi. Cái lúc mà em trước khi mà bỏ vô lò sấy á, là em bỏ là lò sẽ để lên trên cái vỉ mà thưa thưa đó, và người ta sàng hết cho mình luôn. Nên là khi các chị nhận hàng là các chị chỉ nhận được những cái sợi mực thôi. Cái sợi mực có những sợi nó dài hơn một gang của em luôn á nha. Nó nói chung là hàng đó là hàng loại 1. Năm nay em định là không có bán lại nha, nhưng mà tại vì khách nhà em năm rồi đã mua rồi, mấy chị yêu cầu á, yêu cầu nên là em bán lại cho mấy chị đó. Năm nay định không có bán. Không chị ơi, em không có bán sỉ chị, trời ơi khách em mua lẻ mà. Hôm qua hồi tối qua chị khách của em chỉ mua về, chỉ mua xong á là 60 bộ á mấy chị, một mình ơi chị, không sáng mới chốt đơn. Em không có bán sỉ, em chỉ bán lẻ thôi, tại vì cái giá sỉ với cái giá lẻ là em không có bớt sỉ cho mấy chị được nha. Tại với lại là em không có chuyên về sỉ, em là chuyên về lẻ, bán lẻ không có bán sỉ gì.
nửa ký mực sấy em chốt cho chị Phạm Lộc. Ok chứ Phạm Lộc. Bộ này là mã số 2 đây. 380 một ký chị. 380 một ký, nửa ký là 190. Bộ này là 115.000 nè chị. Bộ này 115.000, em có size 1X là size cho cái chị 57 kg nha. Size 1X là size cho cái chị 57 kg. Và size 3X là size cho cái chị 67-68 kg. Bộ cách tân nãy giờ chưa có lên chị. Cách tân bông em chưa lên, em mới lên bộ mango với bộ đuổi nè. Cái chị lên giúp em bộ này nha. Bộ này là ống rộng 9 tóc nha cái chị. Em có 21.1 ở quanh 22 hả chị? 22.1 là 57 kg và 22.3 là 67-68 kg. Bộ màu tím là bộ đuổi, chế đuổi đuổi xịn đó, đuổi của Quỳnh Anh đó, đẹp lắm. Cái này nè, cái này là thiêu trực tiếp, thiêu cái bông cũng đẹp nữa mấy chị. Rồi lên giúp em bộ này nha. Bộ này là mã số 22, 22.1 là 57 kg, 22.3 là size cho cái chị 62-63 kg đến 67-68 kg mặt dừa. 22.1 em chốt cho chị Hồng Diễm, 22.3 cho chị Thanh Thúy. Em còn một bộ 22.1 nữa, cái chị cho cái chị 57 kg trở lại mặt dừa. Nửa ký mực sấy em chốt cho Út luôn. Bộ này 55 kg trở lại mặt dừa. 55 kg trở lại mặt dừa, lên với em bộ này mã số 23. 23 quần dài ống nhỏ. Quần dài ống nhỏ nha. Lên với em mã số 23, 55 kg trở lại mặt dừa. Ở phía trước này là đính đá toàn bộ nha mấy chị. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 23 các chị. 23 là 55 kg trở lại mặt dừa, quần dài ống nhỏ nha. Rồi 24. 23 cho chị Kitty Mèo. 24 cũng vậy luôn các chị, 24 cũng 55 kg trở lại luôn, và phía trước đính đá luôn, ống nhỏ quần dài luôn ha. Nó cùng một họa tiết, nó chỉ khác màu thôi. Giống em bộ này mã số 24. Lên với em bộ này mã số 24 các chị, 24. Cho em mã số 24 nha. Chị đẹp, em nhờ chị đẹp nói với bác Thủy cho em một cái nhúng mực sấy á, em lên em giới thiệu với chị bỏ trong cái bọc. Hỏi hỏi hút chân không? Bỏ vô cái bọc á. Lên giới thiệu với mấy chị cho mấy chị thử. Lên với em bộ này cái chị. Em xỉ từ 10 kg trở lên nha chị ơi. Em xỉ từ 10 kg trở lên. Giá sỉ với giá lẻ cái chị bớt ra giúp giùm em là 25.000 nha. Lập xưởng cũng vậy. Tiền phí ship là các chị tự trả nha. Tại vì thường đồ ăn thì em bán cho mấy chị mỗi một loại em kê lên tầm khoảng là 30 nha. 30 thì em lấy cái tiền lời so cái tiền lời của cái kia là 5.000. Các chị cứ giảm xuống 25.000 giúp giùm em, loại nào cũng vậy. Nè, 1 kg em hút chân ở quanh nửa ký nè. Nửa ký em hút cho cái hút chân không cho mấy chị là nó dày và nó nhiều vậy nè mấy chị. Cái chị mở ra nó còn bung ra nữa nha. Nó còn bung ra nữa. Và cái sợi mực á là nó nói chung là sợi mực nó còn y nguyên vậy nè. Cái này là bạn hốt cho em á là bỏ trong cái chén bởi vậy nó cứ nhỏ nhỏ vậy không nè nha. Chứ cái sợi mực của nó là nó dài dài vậy nè. Hả? Đây mấy chị. Mực xé nước dừa giúp em ha, rất là mềm luôn. Cái này mà mấy chị muốn ngon á là cái chị đẹp nhà em có thể là chuyện nào em thì em thích ăn không vậy, còn mấy chị mà có thể là chấm thêm nước tương cũng rất là ngon ha. Nước tương tương ớt nha, mềm lắm mấy chị, rất là ngon. Cái này mấy bạn nhỏ là ghiền lắm nè. Này mấy bạn nhỏ với mấy anh nhậu nhậu là khoái lắm. Ngon lắm chị. Chị đẹp không vậy? Nửa ký nha mấy chị. Này là nửa ký, túi này là 190 nè. Nhiều lắm, cái chị mở ra nó còn bung ra nữa.
nửa ký mực em chốt cho chị Hiền Nguyễn. Bên đây có cái hạt mực tốt kia luôn, em giới thiệu với chị. Nửa ký mực em chốt cho chị Hồng Diễm luôn. Ok chị Hồng Diễm. Rồi lên giúp em bộ này đi cái chị. Bộ này là mã số 24. 24 nha, 24.1 là size cho cái chị 55kg trở lại mặt dừa. Bộ ấm rộng 9 tấc 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là 24.1. Bộ đang bận là chất vải mang gồ đó chị. Nhưng mà hết rồi, bộ em bận hết rồi. Cái kia em để tủ lạnh hết chứ. Cái này cạnh thôi. Cái khui gọi chế đem lên giùm em một miếng. 24.1 em chốt cho chị Phạm Lộc. Solen cách tân hả chị? Solen cách tân chắc bữa nay ha, chưa nay không có lên kịp quá chế. Solen cách tân chắc em hỏi hẹn cái chị tối đi, tối em like cho. Chị Vui Trần ơi, giá lẻ em bán là 380, còn giá sỉ chị mua là từ 10kg trở lên á, tại vì em không có chủ yếu là em không có bán sỉ mấy chị nha. Là em bán lẻ là 380, còn chị mua sỉ thì chị trừ 25.000 lại giùm em. Đây cái này là miếng mực cán nè mấy chị. Miếng mực cán nè, nó dày vậy nè nha, chứ không phải là cái hàng mà mỏng mỏng giống như cái chị mua. Nè chị 24. Đây đây là miếng mực cán. Một hộp như thế này là nó là 250g nha. 250g giá là 135.000. Ở trong đây nó nguyên một sắp, ở trong đây nó tới 5-6 miếng rồi. Đó, cái này thì các chị mua về các chị dùng cũng ok nha. Cái miếng mực nó dày vậy nè mấy chị, nó bự vậy. Chị nào mà mua biếu mua nhiều lắm chị mua mấy cái này ha. Ngon quá. À, cái này nhậu với bia là tới công chuyện luôn á mấy chết. Ok thêm nửa ký cho Út nữa. Đây là Út 1kg đó chị. Thôi chị sửa lại cho mẹ. Hộp này là 135.000 thôi mấy chị, rất là ngon luôn. Cái này thì nó sẽ có hơi cay nhẹ nha. Nó ngon không cần. Tại thường. Cuối cùng rồi bán đồ hơi bán quần áo hơi bán đồ hơi bán. Út là 1kg. Ok chị Thu Hồng nè. Ngon quá mấy chị ơi. Xách lòng bia lên hả? Này mà xách chị chạy dập giùm đỏ dập giùm đi. Này xách lòng bia lên rồi nhậu với mấy chế luôn quá. Nhậu anh like luôn. Cho em miếng giấy cho. Ok chị Hoàng Huỳnh. Ok chị Nina On. Ok chị An Thu. Mở cái bịch mực ra nó thơm phức à mấy chị. Mực xé hay là mực cán gì nó cũng thơm chứ. Mực cán nó sẽ có cái vị hơi cay nhẹ một tí xíu nha. Còn mực nước dừa thì nó sẽ không có cay. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 25. Bộ này mã số 25 nha các chị ơi. 25.1 size cho các chị 55-56kg trở lại. 55-56kg trở lại. Bộ ấm rộng 9 tấc. Lên giúp em bộ này là 25.1. 25.1 giúp em nha. 25.1 các chị. Tới Tết chị em mình hẹn nhau nhậu online nha mấy chế. Mấy chế mua mồi đi. Bộ này là size số 6, 65-70kg các chị, 65-70kg. Lên với em bộ này là mã số 27. 27. Nè, cái bộ này nó có đính đá ở trên mấy cái bông này nè. Chốt em mã số 27 nha. 27.6 là size cho cái chị 65-70kg. 65-70kg. 24 em hết rồi chị. Đúng rồi.
25 cho chị Kim Vi. 24.1 còn. 24.1 khoảng 24.1. Ủa nãy em nói chốt ai rồi. Chưa hả? 24.1 cho chị Phạm Lộc. Rồi. 24.1 cho chị Phạm Lộc nè. Đó là nhớ chốt rồi. 25 cho chị Kim Vi, 27.6 cho chị Hoàng Huỳnh. Ok chứ Hoàng Huỳnh. Rồi 28.6 luôn các chị. Trời ơi nó đẹp nè các chị. 28.6 giúp em luôn nha. 65-70kg. 65-70kg các chị. Đẹp quá chừng đẹp luôn các chị. Cái đá ở phía trước. Ở ngoài các chị nhìn cái đá nó đẹp lắm. Lên giúp em là 28.6 luôn nha. 28.6. Chị Thu Quỳnh em chốt cho chị rồi mà. Em ok chị Thu Hồng rồi đó. Một hộp mực em chốt cho chị Huỳnh Đào. 28 thì cái chị bộ 28 này đẹp nè. Bộ 28 này cái chị mặt trắng da lắm đó. Chị của chị Thu Hồng hình như em bỏ vô rồi mà đúng không chị? Có bill rồi mà đúng không? Em nhớ em có bấm bill cho chị Thu Hồng rồi. Có chưa? Có rồi chứ ơi. Xé một hộp mực cán. Hai hộp mực cán em chốt cho chị Hằng Thúy. Ok chứ Hằng Thúy. Rồi bộ này size số 5 chứ chị. 60-65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 29. 29.5. 60-65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 29.5. 29.5 nha. 29.5. 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa luôn. Lên giúp giùm em là 30.3. 29.5 em chốt cho chị Hồng Hạnh. Em chốt cho chị Hồng Hạnh Nguyễn Vinh. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Ống rộng 9 tóc luôn cả nhà. Cái mang gò này là siêu đẹp luôn nha mấy chị. Lên giúp em bộ này là 30.3. 30.3 cũng 60-65kg mặt dừa luôn. 30.3 cho chị Nguyễn Hạnh Nguyễn Vinh. Mực xé là 380 kg chết. 380 kg. 1kg nhiều lắm. Một túi em ép chân không cho mấy chị là nửa ký nha. Không có dồn vô 1kg nổi. Nó nhiều lắm. Với lại là nửa ký mấy chị mua cũng dễ lắm. Mấy chị về mấy chị biếu ai mỗi một loại một ít đồ ăn á, cái chị bỏ vô nửa ký mực là dùng là ok rồi. Ngon lắm. Nửa ký mực, nửa ký lọc xưởng, nửa ký mực hả? Nửa ký mực, 1 ký lọc xưởng, 1 hộp trà bông, 2 hộp mực cán nó nói. Rồi, 1 phần quà. 1 phần quà tầm khoảng 5-600 ngàn là ok đó chị, là có giá trị sử dụng được luôn ha. Thêm 2 mực cán cháy, mỗi cán thứ cũng được. 30 em hết rồi chết, 30 em hết rồi ha. Rồi lên giúp em cái này là 31. 31 là em có size 1 với em có size 2. Ba mươi một chấm một là 55-56kg trở lại và chấm hai là 60-61kg. Bộ này là ống nhỏ quần dài, bộ này là bộ đuổi nha, chất đuổi rất là đẹp luôn, đuổi nó có co giãn luôn nha mấy chị. Rồi chốt chiếc giùm em bộ này nha. 31.1 là 55-56kg và 31.2 là cho cái chị 60-61kg trở lại vừa. Bộ này là ống nhỏ quần dài rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi bộ đen 32.2 cái chị, bộ này 57kg đến 62-63kg mặt dừa. 57kg đến 62-63kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 32. Chốt em bộ này là mã số 32 nha các chị đẹp nha. 32. Chốt giúp em mã số 32 các chị. 32. Rồi còn hai cọc này nữa là hết rồi. 32 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc à, cho chị Ngọc Ánh. 115.000 một bộ rồi chị Đạt Châu ơi. 115.000 rồi chứ. 32 em hết rồi chứ.
vô rồi cho lên cái bộ chị được ngồi gói đơn tẹt tẹt chứ kêu khoan hả gói chị tại còn khách còn dồn nữa đó từ từ gói đi lên ship đồ ở trên đây đi thảy xuống đi ơi đây có bộ chị khoan hả gói đơn khách còn dồn đơn nữa đó đây có bộ đó có bộ rồi 33 cả nhà ơi 33 giúp em nha 33 họa tiết rất là đẹp luôn nè 33 là bộ ống nhỏ quần dài 33.1 là 55kg và 33.2 là 60kg kìa. Bộ em mặc là 115.000 hết rồi chết. Để em thay bộ khác cho mấy chị. Mấy bộ này giải đẹp lắm mấy chị ơi. Lên với em bộ này là 33 ha. 33.1 là 55kg và 33.2 là 60kg trở lại. Xuống chọc cái quy em mốt mà đi trễ là đóng cửa nhốt ngoài giống như đi học vậy đó 7 giờ vô mà 7 rưỡi mới tới là cháu ngoài luôn mặc đồ lâu quá chị hỏi chị thấy ai vậy tự nhiên nhỏ này lâu quá kéo vô làm chi vậy đuổi nó ra đi chị thay đổi là đổi gì à 33.1 em chốt cho chị Kitty Mel em hết size 1 rồi em còn size 2 size 2 cho cái chị 55kg đến 60kg 55kg 60kg chị lên giúp em 33.2 34.6 65-70kg 65-70kg chị 34.6 34.6 nha 65-70kg bộ này đẹp lắm luôn nè các chị giải quá đẹp lên giúp em là 36 ủa anh 34.6 34.6 các chị 34.6 33.2 em chốt cho chị Bích Kim 30. Ok, chị Bích Kim chiều có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em nha chứ bộ hồng này đẹp nè mấy chị em có size 1 là 55kg và size 3 là 60-65kg lên giúp em là 35.1 và 35.3 35.1 là size cho cái chị 55kg trở lại và 35.3 là size cho cái chị 60-65kg lấy bộ này đi cái chị ơi chị nào size 1 với size 3 bộ này đẹp ba mươi sáu chấm một và 36.2 35.1 em chốt cho chị Kim Vi 115.000 một bộ chị chất liệu vải mango 35.1 em hết chị Thi Lệ 36 đi cái chị 36.1 và 36.2 chấm 1 là 55kg và chấm 2 là 60kg lên giúp dùm em 36.1 và 36.2 36.2 chốt cho chị Nguyễn Tiết Trang rồi em còn 36.1 cái chị 35.1 hết rồi Úc ơi em còn 36.1 còn 35.3 em còn 35.3 là 60-65kg và em còn 36.1 là 55kg trở lại mặt giường một bộ màu hồng rất là đẹp 36.1 em chốt cho chị Thi Lệ 36.1 em chốt cho chị Thi Lệ ba mươi bảy chấm một luôn 55kg trở lại mặt giường một bộ hoa nhí rất là đẹp luôn 37.1 37.1 55kg trở lại mặt giường 37.1 cái chị 37.1 55kg trở lại mặt giường 38.3 60-65kg mặt giường 38.3 60-65kg mặt dừa các chị rất là đẹp luôn bộ này mặc đẹp lắm nha
60 đến 65 kg mặt dừa lên giúp giùm em. Bộ này là 38.3, 115.000 một bộ. 38.3. 39.2. 39.2, 55 kg đến 60 kg mặt dừa. 39.2 cả nhà. 39.2, 55 kg đến 60 kg mặt dừa. 39.2. 40.1 và 40.2. 40.1 là 55 kg trở lại mặt dừa và 40.2 là cho cái chị đẹp nhà em 60 kg trở lại mặt dừa. 115.000. Vải đẹp lắm. Hôm nay chị nào có đơn ngày mai nhận được rồi là các chị sẽ mua thêm nè. Đẹp lắm luôn, đẹp. Vải đẹp. Bộ màu vàng nha các chị ơi, màu vàng rất là đẹp. Em có 40.1 và 40.2. 2 cái bộ này họ tối mấy chị hỏi nhiều. Cái này em còn chấm 1 với chấm 3 các chị. 40.1 em chốt cho chị Thi Lệ. 40.1 chốt cho Út. 41.1 và 41.3 các chị. 41.1 và 41.3. Chị đẹp chốt giúp dùm em là 41.1 và 41.3 ha. Chấm 1 là 55 kg và chấm 3 là 65 kg. 42.1 và 42.2. 42.1 là 55 kg, chấm 2 là 60 kg. Trời, lên giúp dùm em bộ này. Giải nó đẹp lắm chị. Lên giúp dùm em bộ này ha. 42.1 là 55 kg và 42.2 là 60 kg. 42.1 em chốt cho chị Đinh Khả Hân. 40. Không, em không có đùi chị. Em không có về đùi. Này 43 hả chị? Hả? 43.1 là 55 kg chứ chị. 43.2 là 60 kg và chấm 3 là 65 kg. Lên với em bộ này là mã số 42. 43 chứ rồi. 43.1 ha là 55 kg. 43.2 là 60 kg. Và 43.3 là cha size cho cái chị 65 kg. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Nó nhỏ nhìn dài. Rất là đẹp luôn nha các chị. Chốt giúp em 43 nha, 43.1, chấm 2 và chấm 3. Rồi hết rồi đó mấy chị. Nó trên rồi nè. 43.1 cho chị Linh Khả Hân. Cho em cái bộ xanh biển nha chị. Đúng rồi, xanh biển nó đẹp. 43.1 43.1 cho chị Linh Khả Hân. Rồi em hết 43.1. Ủa, cho chị Khả Hân một bộ với chị Kitty Mel một bộ là em hết 43.1. 42.1 mình còn không chị? 42 là bộ trắng, phải không? Đó đó 42 đúng không? 40. Cái này 41. Cái 42 hết rồi, 42 nó có một bộ một thằng. 42 em hết rồi chứ, 42 em hết rồi nha chị Nhung Mai. Đúng rồi. 43.3 cho chị Hiếu Phạm. 43.2 cho chị Bạch, cho chị Bích Kim. Chị nào 60 kg thì cao 1m56-57 trở lên giúp em nha.
cái bộ xanh này nó có size mấy với size mấy được chứ? Rồi cái này em có một ít, hai ít, chỉ ba ít luôn. Cái bộ em đang ship mã số nhiêu vậy bé Thị? Dạ 42 hả? 42 em còn 2 ít không mà chứ. 42 em còn 42.2 ha, 55 kg đến 60 kg mặc dù. Cháu em bộ này 44 nha chị, 44.1 là 55 kg trở lại mặt dừa, 44.2 là 60 kg, và 44.3 là size cho cái chị 65 kg. Đây chị ơi, rất là đẹp luôn nè, cái họa tiết này đẹp lắm. Ok chị Đinh Khả Hân dồn đơn nha bác, lên với em 44 đi cái chị, có chấm 1, chấm 2 và chấm 3 luôn. Bộ này đẹp nè, bộ này vải cũng đẹp nè. Rồi là em hết luôn nha cái chị ơi, em hết cái mang gồ với cái đuổi này luôn nha. Em lên cho cái chị đẹp nè, em chốc em lên cho cái chị cái lô khuôn Mỹ nha. Chị Hoàng Huỳnh là em hết nè, 44.2 em chốt cho chị Bích Kim là em hết nè. À, 2.2 em còn được bộ nữa. Rồi em còn chấm 1 nữa hả các chị ơi, em còn chấm 1 bộ em đang mặc 55 kg trở lại mặc dù. Hết 3 rồi chị Lệ Thương Trương Lê. Chốt 41.1 em chốt cho chị dì Năm Đồng Hồ. Ok dì Năm Đồng Hồ. Bộ này là 55 kg trở lại nha các chị, cao 1m55-56 trở lên là chị mặc dù. Cái gì chứ? Cái này gọi số 1 rồi chứ. Ngày 41 mà, chị mở biết có mất hai bộ rồi. Cái chị Úc Trà, Úc với 44 mà. Chị nghe 41. Rồi là hết luôn rồi đó chị. Ok. Chứ cho em mấy cái bộ bông đầu tiên ống rộng không? Có chị nào mua ống rộng không mấy chị, ống rộng chín tóc không? Các chị nào mua ống rộng chín tóc không, em lên cho các chị vài bộ ống rộng chín tóc hồi đầu like nè, cái bộ bông á. Nè cái bộ này cũng đẹp nữa nè, bộ này em có size bự nè, size 5 á là 60-65 kg và size 6 á là 65-70 kg. Ống rộng chín tóc nha, 115.000 một bộ. Bộ này là mã số 10. Bộ em mặc là mã số 10. Bộ em đang mặc là 60-65 kg mặc dừa, ống rộng chín tóc nha. Em 1m58 lại mặc gì dài quần cỡ này nè các chị. Bộ này là size cho các chị 60-65 kg là mặc size số 5, 65-70 kg là mặc size số 6. Rất là đẹp luôn. 115.000 các chị. 10.5 em chốt cho chị Nina On. Rồi em còn 10.6 với chị 65-70 kg. Chị Út Hàng lấy 10 chấm mấy vậy chị ơi? Em còn 2 bộ 10.6. Em còn 2 bộ 10.6 size cho cái chị 60-65 kg. Ủa quên, 65-70 kg mình lỗi. 10.6 em, 10.6 là 65-70 kg. Mười chấm sáu em chốt cho chị Huỳnh Đào một bộ, với lại là chị Lợi Trường Lê một bộ, đó là em hết. Bộ kia luôn đi chết, bộ xám đó luôn.
size 1X với size 2X nè các chị. 1X là 55kg và 2X là 60kg. Ống rộng dài 130, còn size 2 không em. Ống rộng dài 130 là bộ nào nhỉ? Chị Tư á. Nó nằm đâu vậy? Bữa, còn không? Bữa để đây nè, còn đâu có chục bộ hay mấy bộ à. Để em coi cái còn không nha chị Nhung Mai ơi. Hôm qua em nhìn cái bộ cam đó, em suy nghĩ hoài, cái bộ cam này nhớ có bán rồi nè, mà mẫu gì trời, mẫu giả váy sao mà bóng rộng không nhớ luôn, mà không biết nó nằm ở đâu, không biết còn hay không luôn. Đó. Nó còn ở trên đó. Nó còn ở đất la nằm trong góc 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 cả nó. Bộ này em, bộ này cái chị lên giúp giùm em nha các chị ơi. Bộ này lên giúp giùm em là mã xám nha các chị. Mã xám này em còn được một mẫu size số 2, size số 1 là 55kg ha. Và size số 2 là cho các chị 60kg, là các chị đẹp chốt giúp giùm em bộ ống rộng chính tóc luôn. Lên với em mã này là mã xám nha các chị. Xám 55kg và xám 60kg. 55kg đổ lại và 55-56kg đến 60kg. Em có xám 1 và xám 2. Xám 1 cho chị Phạm Lộc. Rồi em còn bộ xám 2, 55-56kg đến 60kg mặt vừa các chị. Xám 60kg thì chốt cho chị Hồng Hạnh Nguyễn Vinh. Các chị 55kg cao 1m55 trở lên giúp em ha. 60kg cũng cao 1m55-56 trở lên giúp em luôn. Rồi cái này em có xanh. Em có xanh 1 và xanh 3. Xanh 1 là 55kg trở lại, còn xanh 3 là size cho cái chị 60-65kg. Em có xanh 1 và xanh 3 các chị. Em là 1m58 nha. Em 48-49kg, cái này là em đang mặc quần ống rộng chín tóc nè các chị, là nó dài cỡ này nè. Lên giúp em xanh 1 và xanh 3 các chị. Xanh 1 là 55kg trở lại và xanh 3 là size cho cái chị 65kg trở lại. Lên giúp em là xanh 1 hoặc là xanh 3 chứ em. Rất là đẹp luôn. Xanh 1 em chốt cho Út nè. Xanh 3 chị nào 60-65kg thì chốt xanh 3 cái chị, rất là đẹp luôn. Xanh 3 em chốt cho chị Nguyễn Trang Minh. Lên giúp em bộ này là bộ bơ, em có bơ 5 với bơ 6. Bơ 5 là 60-65kg, còn bơ 6 là 65-70kg. Lên giúp em bơ 5 và bơ 6. Bơ 5 với bơ 6 các chị. Bơ 5 là 60-65kg nha, còn bơ 6 là size cho các chị 65-70kg. Rồi lên giúp em, cái này là bơ 5. Em có bơ 5 với bơ 6. Xám em hết rồi chị ơi. Bơ 5 cho chị Nina On. Rồi em còn một bộ bơ 6 với chị 65-70kg. Em còn một bộ bơ 6 nha. Chơi nguyên cái cọc đó luôn đi chị. Nguyên cái cọc chưa bột. Đúng rồi, nguyên cọc đó. Bơ 6 em chốt cho chị Hoàng Huỳnh. Là em hết. Thì đưa em. Còn con đó. Một hãy lên, hãy lên cho em. Ủa chị Nina On là em chỉ bấm yêu hả? Rồi, còn bơ 5 là chị đang kẹt. Lên giúp em mã này là mã ngọc. Quần dài không nhỏ nha, ngọc 6. Cái bộ này đẹp vậy mà mấy chế không chốt. Ngọc 6. 65-70kg đó chị. Cái bộ này đẹp lắm nè, 65-70kg. Lên giúp em mã ngọc 6. 65-70kg nè các chị. Bộ 115.000, cái bộ này đẹp nè, sao mấy chị không lấy. 65-70kg. Em mặc là nó bự hơn so với em nha.
mà cái chị mặc vô là nó sẽ rất là vừa và rất là đẹp luôn. Họa tiết rất là đẹp. Lên với em mã này, mã ngọc sáo, 115.000 một bộ chị. Lên với em bộ này là bộ vàng 3, 60-65 kg mặc vừa. Lên với em bộ vàng 3, vàng 3 nè các chị, 60-65 kg mặc vừa. Chứ em mã vàng 3 nha. Bộ này cũng đẹp đó nè. Rồi lên giúp em vàng 3. Rồi ok, qua mẫu nha. Qua thun Mỹ nha mấy chế ơi, qua thun Mỹ. Vàng 3 cho chị Lợi Trương Lê. Vàng 3 là đây này. Xanh riêu size số 5, ống rộng 9 tấc, 60-65 kg mặt dừa. Cái này nó có cái đá đính ở phía trước nữa nè. Chị Nina lấy bộ này nè chị. Lên giúp giùm em bộ này nha, riêu. Lên giúp giùm em là riêu, riêu 5 ha, 60-65 kg. Chốt em riêu 5. Chị nào vừa lấy thì bộ này đẹp. Riêu 5, bộ ống rộng 9 tấc. Riêu 5 em chốt cho chị Hồng Hạnh Nguyễn Vinh. Cái bộ này đẹp quá chừng luôn. Riêu 5 ha. Coban 5. Coban 5, 60-65 kg. Bộ chị đang cầm. 60-65 kg Coban 5 giúp em luôn. Ống rộng 9 tấc luôn, rất là đẹp. Coban 5 luôn các chị. Coban 5, 60-65 kg mặt dừa. Coban 5, ống rộng 9 tấc giúp em nha. Em 1m58 là em mặc nó cỡ này đó mấy chị. Chị dài cỡ này. Lên giúp em là Coban. Bộ này đẹp nè, 115.000 bộ. Giải mang gò siêu đẹp luôn nha mấy chị. Coban 5 cho chị Hiếu Phạm. Chị Hiếu Phạm là cọc của chị là xong hết rồi đúng không bé Thủy? Chị thấy ở trong đây cọc 500 này là trừ rồi đúng không? Hôm bữa đợt trước mà lúc trên live á, chị nói có đợt đó à. Ừ. Mà chị đâu mua được gì đâu. Hả? Chị đâu mua được gì đâu. Ngày xong chị offline luôn đó. Chị chuyển khoản cho chị đó, nhớ không? Ờ. Ngày xong mà chị offline chị đâu mua được gì đâu. Là cái tiền cọc đó chưa trừ cho chữ theo chị không? Không biết cái đơn sao. Chị Nguyên ơi, chị Hiếu Phạm chị có trừ cọc cho chị 500 chưa? Hay là vẫn còn? Chị Hiếu Phạm. Có nợ, có nhớ, gì của khách thì nhớ ghi lại nha. Nhớ cái đợt mà chỉ livestream á, rồi xong rồi cái khách chị phải xong rồi cái khách không có mua được cái nhắn hàng hết chị đó. Chị Hiếu Phạm ơi, cái đơn của chị mấy bạn nhà em trừ vẫn còn đúng không? Chị nói vẫn còn thì chưa có trừ như chị đó. Ok, nhắc mấy bạn nhà em trừ giùm em nha chế. Rồi 65-70 kg giúp em nha. 65-70 kg lên giúp em mã này, mã đẹp. Chị ơi cái bộ này đẹp quá chừng luôn. Cái này đính đá nguyên ở phía trước nè mấy chị. Bộ này mặc lên em 65-70 kg lên giúp em mã này là mã đẹp. Nhắc mấy bạn nhà em trừ giùm em nha chị, để lâu quá quên đó, là chị bị lỗ đó. Lên giúp em mã đẹp nha, 65-70 kg. Lên giúp em đẹp 6 đó chị, đẹp 6. 65-70 kg chị ơi, đẹp 6. Chứ
Ừ, bộ này mà không chốt luôn. Bộ này lên đẹp nhưng mà không chốt luôn. Rồi hoa qua thun Mỹ đi chị. Qua thun Mỹ nè. Thun Mỹ 150 bộ cái chị đẹp nha em. Thun Mỹ bữa nay về nhiều mẫu nha mấy chị. Rồi thun Mỹ. Thun Mỹ là em có size cho cái chị 55kg, 60kg và 65-67kg luôn nha. 65-67kg trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa luôn á. Rồi lên giúp dùm em bộ này là mã số 1 cái chị. Bộ em mặc là 1.3, size cho cái chị 55kg trở lại mặc vừa. Lên với em bộ này là 1.3 cái chị, 1.3 size cho cái chị 55kg trở lại mặc vừa cái chị đẹp nha. Em ơi lên với em là 1.3 nha. Lên giúp giùm em bộ này là 2.4. 2.4 size cho cái chị 55kg đến 60kg mặc vừa. Bộ này lên giúp giùm em là 2.4 cái chị, 55kg đến 60kg mặc vừa. 1.3 em chốt cho chị Hiền Nguyễn nha. Thun Mỹ nha cái chị 150. Lên với em bộ này là 2.4 size cho cái chị 55kg đến 60kg. 2.4 em chốt cho chị Di Thiên. Lên giúp giùm em bộ này là 3.4, 55kg đến 60kg mặc vừa luôn. 3.4 3.4 nha cái chị 3.4. Thun Mỹ là 150 nha chứ 150 một bộ. Lên giúp em bộ này cái chị đẹp nha. 55kg đến 60kg mặc vừa lên giúp em bộ này là 3.4 rất là đẹp luôn nha. 3.4 nha cái chị. Cái kiểu này đẹp lắm cái chị. 3.4 3.4. Giờ học sàn chết nha. 3.4 là 55kg đến 60kg mặc vừa. Rồi cái áo vô đi chị. Em mặc cái này là nó hơi rộng nha các chị đẹp nha. Đây nha. Kiểu rất là đẹp. Lên cho em bộ này là mã số 3.4. 3.4 55kg đến 60kg mặc vừa. 3.4 em chốt cho chị Hiếu Phạm. Lên giúp giùm em bộ này là 4.3. Ôi đẹp quá mấy chị. 55-56kg trở lại mặc vừa. 55-56kg trở lại mặc vừa. Bộ này đẹp quá đẹp. Hết rồi chị Hằng. Ốc Hằng ơi. Hết rồi chị. Mẫu đó qua em like. Tối qua em like hết rồi. 55kg trở lại mặc vừa. Cái chị lên giúp giùm em bộ này là 4.3. 4.3 ha. 4.3 em chốt cho chị Hiền. Bộ này đẹp lắm luôn nha chị Hiền. Ở đây nó sẽ có dúng 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 nữa nè. Nó sẽ che cái phần bụng cho mấy chị luôn. Hai chị nào mặc ôm vô là không thấy. Rồi lên giúp giùm em nha. 4.3 em chốt cho chị Hiền. Đến 65kg mặc vừa lên giúp giùm em bộ này là 5.5. Lên với em bộ này là 5.5 cái chị. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 5.5 nha, 60 đến 65kg mặc vừa. Quá đẹp.
Chị nào 64 65 kg thì cho 1m56 57 trở lên với em. Lên với em bộ này là 5.5 cả nhà, 5.5. Xuất sắc luôn. 5.5 60 đến 65 kg mặc vừa. 5.5 cho chị Sáu bé. Chị Sáu bé nhận hàng của em cho ta. Phải chị ở bên ấy không? Có thể. Ở chị ở bên hả? Mobi. Chị Sáu bé nhận hàng chưa chứ ơi? Trời ơi, cái đơn hàng của chế giao không được là em không có chốt tiếp đó nha. Hẹn lo hẹn bưu tá ngày nào nó cũng đi phát cho chế trơn mà hẹn ở đây gần cả tuần rồi đó, chưa nhận hàng. Chừng nào nhận được chứ ơi. Còn một đơn ở đây mấy bạn nhà em chưa gửi cho chị nữa đó. Đơn đó hôm nay chị nhận chưa? Nếu mà chưa nhận là em không có chốt nữa nha, không có chốt tiếp nữa nha. Đến 65 kg mặc vừa lên giúp em bộ này mã 6, mã số 6. Đồ nào mặc tốt cũng được hết trơn á chị. Chứ hỏi em câu khó trả lời quá. Tùy theo cái sở thích của mấy chị thôi ha. Mình coi đi bộ nào mình mặc tốt được thì mình chốt, chứ giờ chị hỏi em đâu biết em trả lời đâu. Nhận rồi đúng không chị? Rồi lên giúp em bộ này nha. Bình Dương hoài. Chúc Quỳnh bà ở Bạc Liêu gửi qua Bình Dương không. Bữa giờ mấy lần rồi đó chị điều chỉnh đó. Chúc Quỳnh đó chị. Ừ. Cái gì theo cái gì? Ừ. Cái gì theo không? Ừ. Em xử mẫn như chị chiều nay qua bè quýnh trận không thì mình ghi cái địa chỉ lên cái bình luận mới mất mình theo cái ở trên cái bill không, mấy bạn ghi đúng nhưng mà qua bển là mấy bạn đánh á, chị hiểu không, đánh với số điện thoại cái nó nổi lên hai cái địa chỉ mà mấy bạn cứ không có coi, chứ mấy bạn cứ ghi đêm đại nó vô á thì chị đã đánh hợp đồng đó thôi. Ok chị Sáu bé nha, 150 một bộ nha chị Ngọc Quyên Lê. Rồi bộ em đang mặc nha, cái chị 60 đến 65 kg mặc vừa. Lên với em bộ này là mã số 6, 6.5 mà. 6.5 cái chị đẹp nhà em ơi, 60 đến 65 kg mặc vừa. Thun Mỹ rất là đẹp luôn nha. Thun Mỹ này cái chị mặc á là nó ôm vô trong người của mình, nó làm cho cái người của mình gọn gọn người nha mấy chị ơi. Chốt giúp em bộ đó là 6.5 nha các chị ơi, 6.5. Rồi, 55 kg đến 60 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là mã số 7. 7.4, em có 7.4 và 7.5. 7.4 là 55 kg đến 60 kg và 7.5 là 60 đến 65 kg mặc vừa. Đẹp lắm luôn cả nhà mình. Lên với em bộ này là mã số 7 nha các chị ơi. Em có 7.4 và 7.5, rất là đẹp. Thun Mỹ nha các chị. Màu cà phê sữa nè. Lên với em bộ này là mã số 7. Em có 7.4 là 55 kg đến 60 kg và 7.5 là size cho các chị 60 đến 65 kg mặc vừa. 150.000 một bộ, Thun Mỹ rất là đẹp. Dạ ok chị Phương, chị Thanh Lê Phương. Lấy mực cán thôi chế, mực cán cũng ngon nữa đó chị. Chị Thanh Lê Phương thêm 1 kg mực sáng nữa đó chị. 7.4 em chốt cho chị Di Thiên, ok chứ Di Thiên. Hả? Đầu đi trước con đi xa, chỉ còn là xưởng nữa. Ừ, ok. Đồ cách tân mặc size 3 thì đồ này chị mặc size số 4 nha chị.
7.4 em hết rồi, em còn 7.5 chị Bích Kim ơi. 7.5 là 60 tới 65 kg. Em chào chị Hoa Lê. Rồi bộ này chứ chị, 60 tới 65 kg, mặc vừa lên giúp giùm em. Bộ này là mã 8.4. Đúng rồi, 7.4 là 57 kg, mặc ok đó chị. Ok chị Thanh Lê Phương, 1 kg mực trắng nha. Bộ này size cho các chị đẹp nha, em là 60 tới 65 kg, mặc vừa các chị, lên giúp em bộ này là 8.5. 8.5 đẹp quá đẹp luôn nè mấy chị ơi. Chốt em 8.5 nha. 8.5. Size cho các chị 60 tới 65 kg, mặc vừa lên giúp giùm em bộ này là 8.5, 48 kg, mặc rộng nha chị. Mặc rộng về chị chịu bóp áo vô thì chị lấy. Lên giúp giùm em bộ này là 8.5. Chà, bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Thương hết chị. Mấy cái thiết kế này đơn giản mà nhìn sang lắm đó chứ. Lên giúp em 8.5 nha, 60 tới 65 kg, mặc vừa. Chốt em 8.5. 8.5 cho chị Hoa Lê. Con Mỹ rất là đẹp. Thấy chị đi. Yên tâm đi. Dạ em cảm ơn chị Duy Thiên. Đồ cách tân mặc size số 1 thì bộ này mặc rộng nha chị ơi, mặc hơi thoải mái đó. Giá 150.000 một bộ chứ. Giá 150.000 một bộ nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Bộ này là 60 tới 65 kg, mặc vừa luôn. Hả? À, 8.4. Ý 8.4 là 55 kg đến 60 kg, em lộn rồi. Vậy là chị Hoa Lê không vừa. Đúng không? Chị Hoa Lê không vừa đúng không chị Hoa Lê? Em lộn rồi mấy chị, bộ đó là bộ 8.4. Em xin lỗi nha. 8.4 size cho cái chị 55 kg đến 60 kg. Giá 150.000 một bộ chị Hoa Lê. Rồi vậy là em quỷ cái mã số 8 của chị Hoa Lê nha. Chọn qua bộ khác giúp em nha chị. Qua giúp em bộ số 9 thì 9.5 là 60 đến 65 kg nè. Cái bộ hồi nãy em mặc là 8.4 mấy chị. Đưa em lại chị. 8.4, 55 kg đến 60 kg. Chị nào vừa lấy đi mấy chị, bộ đó đẹp lắm đó. Bộ này quá dễ thương. Bộ này là 8.4, bộ em mặc là 9.5. 9.5 size cho cái chị 60 tới 65 kg, mặc vừa lên giúp em bộ này là 9.5. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt em bộ này là 9.5 nha, 9.5. 10.3. 8.4 em chốt cho chị Hiếu Phạm. 9.5 cho chị Nina On. Cái quần số 9 là cái quần hồi vậy. Cái quần hồi cho thương hồi em hay là ở đâu? Đó size 4 rồi chị. Ừ, cái quần số 5. Ừ. 9.5 em hết rồi, lên giúp giùm em bộ này là 10.3. 10.3 là 55 kg, trở lại mặt vừa chị. 10.3. Mười chấm ba 55 kg, trở lại mặt vừa lên giúp giùm em là 10.3. quá đẹp luôn. 10.3 55 kg, trở lại mặt vừa các chị. 10.3 ha. 50 đến 55 kg, lên giúp em là 10.3. 11.5. 60 đến 65 kg, mặt vừa lên giúp em 11.5. 10.3 em chốt cho chị kích tim eo. 60 đến 65 kg, lên giúp giùm em bộ này là 11.5. 11.5 các chị, 60 đến 65 kg, mặc dù lên giúp em bộ này là 11.5. Thun Mỹ 150, quá đẹp. Lên giúp giùm em bộ này là 11.5. 11.5 em chốt cho chị Hoa Lê. 12.5, 60 đến 65 kg luôn đó chị. Đẹp quá chị đẹp. Bộ này 61, 62 kg đến 65, 66 kg, mặc dù lên giúp em là 12.5. 12.5 cả nhà, rất là đẹp nha.
12.5 6162kg tới 6566kg mặt dừa. Lên giúp giùm em bộ này là 12.5. Kiểu này đơn giản nhưng mà mặt rất là đẹp nha các chị. Chốt em 12.5 các chị, 12.5. Chị Hoa Lê 60-65kg mặt dừa lên giúp dùm em là 13.5. 13.5 cái chị, 13.5. Mặt dừa đẹp quá. 13.5 giúp em ha, 60-65kg mặt dừa cái chị, 13.5. Mặt dừa lên giúp em là 13.5 ạ. Con này đẹp nè cái chị, 13.5 ha. Ôi ôi cái đèn lên với màu cam đất rất là đẹp. 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa cái chị lên giúp giùm em bộ này là 14.5. 14.5 giúp em nha. Đa số cái này em sẽ còn size 60-65kg cho mấy chị là nhiều. 13.5 em chốt cho chị Duy Thiên. Lên giúp giùm em là 14.5 cái chị, 14.5 cho chị Hoa Lê. Cái chị 60-65kg mặt dừa lên giúp em 15.5. 15.5 ha, 60-65kg mặt dừa. Chị nào 63-64-65kg thì cao trên 1m55 giúp em ha. Chị nào hơi thấp người đó các chị thì 62kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em bộ này các chị. Mười lăm chấm năm cái chị. Dạ em cảm ơn chị Trinh Lê rất là nhiều. Năm mươi lăm ký đến 60kg mặt dừa lên giúp giùm em bộ này là 16.4. 16.4 cái chị. 55kg đến 60kg mặt dừa. 55kg đến 60kg mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 16.4. Chốt em 16.4 nha, quá đẹp luôn. 16.4. 16.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. 60-65kg lên giúp giùm em bộ này là 17.5. 16.4 em chốt cho chị Hiếu Phạm. 17.5 cái chị. 60-65kg mặt dừa lên giúp em bộ này là 17.5. 17.5 ạ. 60-65kg mặt dừa lên giúp em bộ này là 17.5. Chị nào thấp thấp người thì 62-63kg trở lại. Lên giúp em bộ này là 17.5. Rất là đẹp luôn. Chốt em 17.5 ha. 17.5 cho chị Sáu Bé. 55-56kg trở lại mặt dừa lên giúp giùm em là 18.3. 18.3 các chị. 18.3 nha. 55kg trở lại mặt dừa lên giúp em 18.3. 18.3 em chốt cho chị Bi Bo.
19.5, 60 đến 65 kg trở lại mặt giường. Lên với em bộ này là 19.5. 19.5 giúp em cả nhà ơi, 60 đến 65 kg mặt giường. Lên với em bộ này là 19.5, quá đẹp luôn. 19.5 ha, 60 đến 65 kg mặt giường, 19.5. Rồi, 60 đến 65 kg mặt vừa lên giúp em 19.5. 19.5 cho chị Hoa Lê. Năm 7 kg đến 63 kg mặt vừa. Bộ này size 5 nhưng mà 57 kg đến 63 kg mặt thêm. 57 kg đến 63 kg mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 20. Mã số 20, 57 kg đến 63 kg mặt vừa. Cho em bộ này mã số 20 nha. 57 kg đến 63 kg mặt vừa. Cho em bộ này mã số 20. Cho em mã số 20, 57 kg đến 63 kg mặt vừa. Cho em mã số 20. Rồi, chốt em bộ này mã số 21. 55 kg đến 60 kg mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 21, 21.4. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. Đẹp quá đi chứ. 21.4 cả nhà mình đây. 21.4. Bộ này đẹp nè mấy chị. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. Lên với em bộ này là 21.4. 21.4 cả nhà, 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 21.4 em chốt cho chị Hiếu Phạm. Em hết chị Nina on đây. Rồi đẹp nè. 55 kg đến 60 kg mặt vừa luôn. Lên với em bộ này 22.4. 22.4 giúp em luôn. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 22.4. 22.4 cả nhà ơi, 55 kg đến 60 kg mặt vừa. Lên giúp em là 22.4, đẹp lắm. 22.4 em chốt cho chị Ngoan Võ. Bốn 55 kg đến 60 kg mặt vừa luôn. 23.4, 150.000 một bộ chị Thung Mỹ. 33 caro quần màu xanh. Rồi vậy là mít lộn quần rồi. Ủa chị mua áo lẻ, chị mua áo lẻ quần lẻ hay chị mua nguyên bộ chị? Em kiểm tra của chị Trang Nguyễn lại giùm chị đó. Coi chị mua áo lẻ hay là chị mua nguyên bộ vậy? Chị mua nguyên bộ là quần nó màu đen nha. Ủa quên, chị mua áo lẻ là kết hợp với quần màu đen nha chị. Còn khi nào mà chị mua nguyên bộ á thì quần của nó là màu xanh nha. Áo lẻ mình cũng có caro mà chứ. Thì bộ là có caro, em biết rồi. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị nhà. Tại vì thường mít là ít khi nào mà mít lộn quá, tới quần đen mình làm gì có quần ống mà. Quần giả váy cũng không, quần giả váy cũng đâu có lộn qua. Tại vì chị tôi nhất ít khi nào mà bị nhầm lắm. Như khi bữa mấy bộ mà mình biết là mình phải là mình phải. Ừ, đúng rồi. Bữa mình mít lộn. Đúng rồi đó. Là em nghĩ nó nhầm nó cũng hơi khó. Đâu, mình đâu có khó cái đó với quần đen.
bộ em đang mặc là mã số 23, 23.4 cho chị Duy Thiên. Con đi làm. 24.4. Cái áo caro đó là em có mít với quần màu nâu nha chứ. Em có mít với quần màu nâu nha. Tại vì cái sọc caro của nó là mít với quần màu nâu là ok mà. Nè. Cái áo caro như thế này mình mít với quần màu xanh hay quần màu nâu gì cũng ok hết trơn á. Cái này em có mít với quần màu nâu nha. Màu giống như màu nâu nhạt vậy đó chứ không phải màu nâu đậm nữa. Màu hơi nâu nâu, màu đó gọi là màu gì ta, màu cacao, màu gì nó tựa tựa vậy đó. Nha, có cái quần em mít với cái này nha. Nên là mình mặc vẫn ok nha chị. Còn chị không chịu thì chị cứ gửi cái bộ đó về cho em. Có thể mấy bạn sơ ý, mấy bạn không thấy đó. Tại vì em mít tới hai loại, hai cái màu quần lận. Chứ không phải là nhất thiết cái áo đó phải mít với cái quần đó. Cái chị có thể là trên cái họa tiết của cái áo có cái màu nào cái chị cứ mít vô. Còn chị không chịu quá thì chị cứ gửi lại cho em. Nhiều khi mấy bạn sơ ý, mấy bạn lấy, mấy bạn không có thấy cái quần thôi. Không chắc bữa tại bữa bán ấm nhỏ lớn lộn xộn lắm. Rồi thôi chị Trang Nguyễn ơi, gửi lại giúp giùm em đi chị. Rồi em trả lời chị vậy ha. Gửi lại giùm em đi cho nó nhanh gọn lẹ chứ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 55kg đến 60kg mặc vừa. Có cái áo caro đó em có mít với quần màu nâu. Nếu mà chị nói lộn quần màu nâu thì em đồng ý chứ không phải là màu đen. Tại vì chị nói màu đen em mới thắc mắc. Lên giúp em bộ này là mã số 24, 25 cái chị. 24 hả chị? 24.4 cả nhà. 55kg đến 60kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này ha, 24.4. Chị mua bộ cái thân thôi chị ơi. Cái thân gọi là cái thân lớn này. Chứ không phải là ba. Sao lớn bà ba? Cách tân khói hôm bữa là một bộ bi với một bộ cargo size 3 125.000 mỗi. Là cách tân khói. Cuối cùng là chị mua cách tân hay là chị mua cái gì vậy chị Trang? Hay là bà ba? Rút cái bộ cách tân đó ra cho chị bé. Bộ cách tân là em phối quần màu nâu nha chứ. Chị Trang Nguyễn, bộ cách tân của em còn ở đây nè, em phối cái này mà. Đây, bộ cách tân. Em mặc sao em bán cho mấy chị vậy. Còn chị nói bộ bà ba thì em có mấy chiếc cái quần cái màu nhạt hơn. Nha, cái quần màu nhạt hơn. Đây chứ. Hôm bữa em mặc từng bộ cho các chị coi hết. Đây. Bà ba thun lưới, chị nói chị mua bà ba nè, chị có đơn nào bà ba không? Không, mấy cái đơn gần đây là ngày 4 hay 12 á, là chỉ mua đồ gì mà có mã số á. Đây chế, chế chụp cái bộ đồ của chị qua giùm em đi. Chị chụp cái bộ đồ của chị qua giùm em, gửi qua bên Zalo giùm em nha chị. Chị Trang Nguyễn nha. Đây. Bộ này là hôm bữa em mặc từng bộ cho các chị coi nha. Từng bộ cho các chị coi. Bộ caro này là 125.000 nha chị ơi. Bộ này là áo cấp tân. Thôi áo là thun lưới cấp tân ha. Phối với quần cái nhỏ. Màu này không phải màu đen nha. Màu này là em kết hợp với màu nâu. Đâu có chế làm gì mà có quần màu xanh ngọc. Không nha, cái bộ đó là em phối toàn bộ nè, nó quần màu nâu hết mà. Đó là có sẵn và có phối còn bà ba mình. Có màu xanh ngọc không? Xanh ngọc. À nè, có nè cái quần nè. Có không? Có vậy là mình bị lộn. Quần xanh ngọc đó là hôm bữa bị lẻ một cái đó nha.
lẻ một cái là không chừng chị lấy cái áo lẻ chị bỏ vô đó. Nó mà có một bộ là cái quần nó lộn đó. Coi lại cái like là nhớ hả? Em nói hai bộ luôn cái nào không khó 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 khăn. Em nói hai bộ này khó khăn nhiều hết nè. Nè cái quần xanh xanh, này cái bộ dưới này cũng quần xanh ngọc luôn nè. Em thấy phối với cái quần nâu đẹp hơn. Rồi nếu mà lộn thì chị gửi lại cho em đi chị. Thì cái áo lẻ mấy bạn nhà em lấy mấy bạn phối vô á. Còn chị không chịu thì chị gửi lại cho em nha. Chứ em thấy cái quần màu nâu nó đẹp hơn á. Em nhớ bữa em mặc quần màu nâu mà ta. Đây em thấy có một bộ xanh ngọc nè. Nhiều khi mấy bạn nhà em có áo lẻ. Áo lẻ mấy bạn nhà em mix với cái quần bà ba hôm trước á. Rồi lộn thì gửi lại cho em đi chị. Em thấy mặc với cái quần màu nâu nó hợp hơn á chứ ơi. Màu xanh ngọc nó không có đẹp đâu. Chị thích màu xanh ngọc không? Chị thích màu xanh ngọc thì em đổi cho chị màu xanh ngọc nha. Tại vì quần màu xanh ngọc ở đây em vẫn còn nha. Quần màu xanh ngọc ở đây em vẫn còn chế nha, còn đủ size luôn. Tại vì cái quần đó là em để em phối với bà ba. Cái áo màu xanh ngọc của bà ba á. Nếu mà chị thích quần xanh ngọc em đổi lại cho được. Rồi ok nha cả nhà, ok. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị. Tới mã số nhiêu rồi chứ? Bộ em đang mặc lên giúp em mã số 40 đi các chị. 40.4 nha. Size cho các chị 55kg đến 60kg mặc vừa. Lên giúp em là 40.4 đi các chị. 55kg đến 60kg mặc vừa. À, cái bộ này đẹp nè mấy chị. Em tưởng đâu chị nói bộ bà ba. Bộ bà ba em cũng có phối với quần màu nâu nữa. Nhưng mà không phải màu nâu đó. Màu nâu nó nhạt hơn. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị ơi. 61-62kg đến 66-67kg mặc vừa bộ này. Bộ này là 62kg đến 67kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này mã số 41. Bộ này đẹp lắm nè các chị. Lên giúp em bộ này là 41.5 nha. 41.5 41.5 em chốt cho chị Hoa Lê. Ok chị Trang Nguyễn. Ủa chị Hoa em bấm luôn chứ. Rồi rồi. Rồi đẹp quá mấy chị ơi. 60 đến 65kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 42.5. 42.5 cái chị size cho cái chị 60 đến 65kg mặc vừa. Chị nẹp nào 65kg nhớ là cao trên 1m55 giúp em nha cái chị. Chị nào dưới 1m55 thì 62-63kg trở lại giùm em thôi nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 42.5 cái chị 60 đến 65kg mặc vừa. Rất là đẹp. 42.5 em chốt cho chị Hoa Lê. Cho em bộ số 3 đó thì chị đẹp cho mình. Cái C3 với C5. Hai bộ C3. Hai bộ C3 hả chị? Rồi bộ này lên giúp giùm em nha. Em có size 3 là 55kg và size 4 là 60kg. Lên giúp giùm em bộ này là 43.3. 43.3 là 55kg trở lại mặt vừa. Và 43.4 là size cho cái chị 60kg trở lại mặt vừa. Rồi chốt giúp giùm em đẹp. Lên giúp em mã bộ này là mã số 43 ha. 43.3 là 55kg trở lại. Và 43.4 là size cho cái chị 56kg đến 60kg. 43.3 cho chị Hiền một bộ, cho chị Hoa VT một bộ. Chấm 4 em có một bộ và chấm 3 em còn bộ nữa các chị. Chấm 3 là 50 đến 55kg. Chấm 4 là 56kg đến 60kg. Lên giúp em bộ này là mã số 43 ha. Em có 43.3 và 43.4. kg trở lại mặt vừa. Đẹp quá. Xanh cô ba nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
55kg trở lại mặc vừa lên giúp em bộ này là 44.3. 44.3 nó là đẹp luôn. 44.3 cái chị 55kg trở lại mặc vừa. 44.3. 43.4 em chốt cho chị Di Thi. Chấm 3 cho chị Hoa VT. 45.3 cả nhà. 55kg trở lại mặt giường. Là màu vàng đồng. 55kg trở lại mặt giường, 50 đến 55kg. Dạ ok chị Trang. Lên với em bộ này nha cả nhà ơi. 45.3 cái chị 45.3 size cho cái chị đẹp nhà em 50 đến 55kg. 45.3. 46.5. 60 đến 65kg mặt vừa. 45.3 chốt cho chị Bibo. 46.5 cái chị 60 đến 65kg mặt vừa. 46.5 em chốt cho chị Lợi Trường Lê. 65kg cao mét 56 57 trở lên với em nha cả nhà. Tết là cứ đen với đỏ làm tới đi mới chết. Đẹp quá đẹp luôn. 60 đến 65kg mặc dù tròn cái bộ này nó đẹp. Xuất sắc luôn. Bộ này lên form mà 60-65kg cái chị mặc đi bao đẹp luôn, bao sang luôn. 47.5 cái chị. Đẹp quá đẹp. 47.5 chốt em bộ này nha. Trời ơi đẹp luôn mấy chị ơi. 47.5 60 đến 65kg mặc vừa. 47.5. 47.5 em chốt cho chị Hồng Thắm. 47.5 em chốt cho chị Hồng Thắm. Rồi 48.5 60 đến 65kg mặc vừa. Đẹp quá. 60 đến 65kg mặc vừa lên giúp em bộ này là 48.5. 48.5 cái chị đẹp quá thì đẹp luôn. 48.5 cái chị đẹp nhà em nha, 60 đến 65kg mặc vừa. 48.5 em chốt cho chị Trần Giang. Này có nhiều kiểu mới em mới về chị Trần Giang đẹp. 150 bộ chị Thu Thảo ơi, Trung Mỹ nha chị. Cái bông nó còn xài được không đó bán chờ. Hết rồi gấp rồi. 60 đến 65kg mặc dù à. Lên với em 45kg mặc không vừa mấy bộ này đâu chị, mặc rộng á. 49.5 cả nhà. 60 đến 65kg mặc vừa. 49.5. 60 đến 65kg mặc vừa ha, lên 49.5 cho chị Hoa Lê. 50.5. 60 đến 65kg mặc vừa. 50.5 cái chị. 50.5. 60 đến 65kg mặc vừa, 50.5. Đang mặc đồ đẹp dữ trời. 230 chúng ta không biết mà bán bộ đó có nhiêu, không biết mà bán có 125 cúc đồ sao còn có 100.000 rồi 80.000 80.000 nữa.
50.5 em chốt cho chị Kim Sơn. Đúng rồi, mấy bộ không lớn cho mặt. Ơi, ôm vô trong người đẹp, xuất sắc. Năm mươi mốt chấm năm cả nhà. 50 là bộ đó đó chị, đúng rồi. 49 kẹp 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 trong cái ngón chân kìa. 50 nè, cái này đã ra được bộ 49 rồi. Nói đồ đẹp cái bây giờ bớt mặt đồ đẹp thôi chứ. Đúng rồi chị, hàng thun mỹ này là ổng ôm ha. Trời ơi nó đẹp nè mấy chết. Mã số 52. Ủa 51 chứ. 51 cho chị Trang. 51.5 em chốt cho chị Trang. Nghĩ có một buổi tao mất 1 ký luôn. Sáng kia ăn sáng 5 triệu ăn. Ủa vậy với là mờ ơi buồn. Cái hoàng quyền hả? Hai chữ. Có nha chị, có quần màu. Size 70kg không có chị. Bộ này 65kg trở lại. 60-65kg mặc vừa lên. Giúp em bộ này là mã số 52. 52.5 cái chị. 52.5. Form y như cũ nha mấy chị đẹp nha em. 60-65kg mặc vừa lên. Giúp em bộ này là 52.5. Rất là đẹp luôn nha các chị. 52.5 nha. 52.5 em chốt cho chị Hoa Lê. Bữa nay em về size 4 với size 5 nhiều à. Size 3 ít lắm. Size 3 size 55kg rất là ít. Bộ này bị lỗi. 150.000 một bộ chị. Hàng thun mỹ giúp em ha, rất là đẹp. Sáu mươi đến 65kg mặc vừa lên. Giúp em bộ này là 53.5. 53.5 nha cái chị đẹp nhà em ơi. 60-65kg mặc vừa. Thun mỹ nha, thun mỹ của nhà Hiếu Hạnh rất là đẹp. Chào bộ này mặc trắng da lắm nè mấy chế. 60-65kg mặc vừa. Mã số 53. 53 em chốt cho chị Trang. Còn 54. 60-65kg mặc vừa luôn lên với em bộ này mã số 54. 54 cái chị. 60-65kg mặc dù. Giống em bộ này mã số 54. Rất là đẹp luôn nha. 54. Giống em bộ này mã số 54, 52 năm em hết rồi. 54 em chốt cho chị Kim Sơn. 55 60-65kg mặt vừa. 65-66kg này. Lên với em bộ này là mã số 55. 60-65kg mặt vừa. 65-66kg. Chị nào cao cao tí xíu là 67kg nha. Thấp thấp người thì 65kg trở lại. 55 em chốt với chị Trần Giang. 56.3. 56.3 55kg trở lại mặt vừa. 56.3 55kg trở lại mặt vừa. Chị nào 55kg cao 1m55 trở lên giúp em ha. Chị nào thấp người thì bộ này tầm khoảng 52kg trở lại. Chậm rồi. Phong mỹ mặt đẹp lắm, chị có 6 bộ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Minh Huy Nguyễn rất là nhiều. Bà ba chưa có chị, bà ba 4 ngày nữa nha. Bà ba 4 ngày nữa. Bộ chị nào size số 5 chốt nè mấy chị. Chị nào size số 3 chứ lộn, size số 3 53-54kg trở lại chốt bộ này giúp em là mã số 56. Chị nào nhỏ nhỏ người nè, chị Hoa VT với chị gì nhà, chị gì nhỏ nhỏ người quên tiêu rồi. 56.3 cái chị, 56.3.
còn nhiều lắm chị, cái lô này còn nhiều lắm, cái chị cứ từ từ mua nha. Lô này em về cả ngàn bộ cho mấy chị lần, từ từ cái chị mua không sao đâu, còn nhiều lắm. Em chưa có soạn hết, cái này em mới có soạn được, mới có trồng khoảng 100 bộ cho mấy chị nè. Rồi bộ này size số 3 luôn, 55kg trở lại mặt dừa. Chốt giúp dùm em bộ này là mã số 57. 57.3 nha các chị ơi, 55kg trở lại mặt dừa. 57.3, 55kg trở lại mặt dừa. Đẹp quá đẹp. Mà size số 5 nha chị Thu Quỳnh ơi. Nhưng mà chị 1m67 là em không có bảo đảm được cái chiều dài giống như em mặc nha. Tại vì em có 1m58 nha. Chị mặc cái form thì có thể ngắn hơn em mặc. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị. Chưa. Lên giúp em bộ này 57 nha, 57.3 cho chị Út Hằng. 57.3 em chốt cho chị Út Hằng. Cái chị cứ từ từ mua, không có sao hết. Cái chị mua cái like này không được, cái chị mua cái like sao. Em còn nhiều, em chưa có soạn hết. Sáu mươi đến 65kg mặt dừa, lên giúp dùm em bộ này là mã số 58. 58 cả nhà, 60 đến 65kg. Bây giờ lâu quá không điện về, bữa nay điện điểm danh rồi đó. Không nghe được tối rồi được. 58, 60 đến 65kg mặt dừa các chị, lên giúp em bộ này là mã số 58. Rất là đẹp luôn nha. 60 đến 65kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 58. 58 em chốt cho chị Hoa Lê. Đúng rồi chị, mấy 6 mấy là mặc quần ngắn. Mấy 67 không phải quần ngắn mà thường là do chị cao nên là chị mặc đồ nào nó cũng vậy á. Trừ khi là chị mua hàng thiết kế, mà mấy cái hàng mà mua cái quần mà dài thâm thẳm chiều trôi như quần ống bóp ống này kia, mà mấy cái bộ mà 300-400 ngàn á, mấy bộ đó chị mặc nó mới vừa thôi. Còn mấy cái bộ mà thiết kế như thế này là thường 1m55 đến 1m6 hoặc 1m62 thôi. Còn 1m67 là thường em không có bảo đảm cái chiều cao cho mấy chị nha. Rồi lên giúp dùm em bộ này mã số 59 chị, 59.3, 55kg trở lại mặt dừa. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 59. Chốt em bộ này mã số 59 nha các chị, 55kg trở lại. 55kg đến 60kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 60. Chốt em bộ này mã số 60 các chị. Chốt em bộ này mã số 60 nha, 59.3 em chốt cho chị Bibo. 55kg đến 60kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 60. 55kg đến 60kg bộ này đẹp nè, bộ này cũng cổ sơ mi nữa nè chị. 60.4 nha chị ơi, không có chấm 5. 60.4 là 55kg đến 60kg mặt dừa. 60.4. Năm mươi lăm kg đến 60kg mặt dừa, lên giúp giùm em là 60.4. 60.4 ạ. Trăm rưỡi một bộ ạ. 61.5. 61.5 ạ. 60 đến 65kg mặt dừa. 61.5. 60 đến 65kg mặt dừa. 61.5 em chốt cho chị Khánh Hằng. Rất là đẹp. 2 bộ này giống nhau hả chị? Đúng rồi. 60 đến 65kg mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 62. 62.5. 62.5 cái chị, 60 đến 65kg mặt dừa. 62.5 giúp em không? 60 đến 65kg mặt dừa. Em rá vô cho cái chị thôi nha. Tại vì cái này cái chị mặc đúng size đó mới đẹp, nó mới lên form được.
lên giúp em bộ này là mã số 62, 62.5 cho chị Trần Giang. Em còn một bộ nữa mấy chị. Đây cái bộ này em có size 5 luôn nè mấy chị. Em nói được 60. 60.5. 60.5 em chốt cho chị Hoa Lê nha. Chị Hoa Lê em còn bộ giống nè. Bộ cỏ sơ mi hồi nãy chị chốt nè, em có một bộ size 5 nè. 60.5 em chốt cho chị Hoa Lê nha. Chị ơi, lên giúp em 63.5, 63.4 cho em loại. 63.4, 55kg đến 60kg mặt dừa. 63.4 đó chị. Ok chị, 63.4, 55kg đến 60kg mặt dừa. Chứ em bộ này 63.4 nha chị, 63.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Dạ, 63.4. Bốn chấm ba, 55kg trở lại mặt dừa. 64.3 cái chị, 55kg trở lại mặt dừa, rất là đẹp. Chị nào thấp người 52kg trở lại chị. Chốt giúp em bộ này là mã số 64.3. 64.3 cho chị Ái Nhi. Em có hai bộ tay dài, bộ size 4 với bộ size 5. Sáu mươi lăm chấm bốn và 65.5. 65.4 là 55-60kg và chấm năm là 60-65kg. 65.4 và 65.5 ạ. Sáu mươi lăm chấm bốn và 65.5 cái chị rất là đẹp luôn. 65.4 cho chị Thanh Thúy, 150 một bộ chứ. Rồi em còn một bộ 65.5 nữa cái chị đẹp quá. Rồi em còn một bộ 65.5 cho cái chị 60-65kg mặt dừa. 65.5 cho chị Hoa Lê. 150 một bộ chứ ơi, chắc phun Mỹ giúp em ha. Phun Mỹ 150 một bộ. Bộ này đẹp quá. Bộ này em có bộ size 3 với bộ size 5. Lên với em 66.3 và 66.5. Chấm 3 là 55kg và chấm 5 là 65kg. Rất là đẹp luôn bộ này. 3 55kg, cao 1m55 trở lên. Còn chị nào hơi thấp người đó thì tầm khoảng 52kg trở lại. 66.3 cho chị Bibo. Rồi 66.5 cho chị. 66.5 ạ. À. Chấm 5 là 60-65kg. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Bộ này kiểu dễ thương lắm. 66.5. Em chốt cho chị Trần Dê. 67.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chọn cái bộ này lên là siêu đẹp. À em có bộ 4, bộ 5 luôn. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Lên giúp em bộ này là mã số 67. 67.4 và 67.5. 67.4 là size cho cái chị 55kg đến 60kg và chấm 5 là 60-65kg. Lên giúp em 67.4 và 67.5.
67.4 và 67.5. Rồi lên với em. 67. Chị Trinh, cái bộ này chị đẹp nào, size 5 chốt đi, trời nó đẹp dữ lắm. Cái bộ này mà không chốt ổn vậy. Chị nào size 5, rồi em còn bộ size 5 này chốt đi, mấy chị đẹp lắm á. Sáu mươi bảy chấm năm em chốt cho chị Thắm Hồng. Chị Thắm Hồng là khách mới hay khách cũ vậy chứ? Nếu mà khách mới thì cho em cân nặng chiều cao nha, để em canh size cho mình ạ. Rồi lên giúp giùm em bộ này là 68.5, 60 đến 65 kg mặt dừa. 68.5 cái chị. 60 đến 65 kg mặt dừa cái chị đẹp nhẹ. 60 đến 65 kg mặt dừa lên giúp giùm em bộ này là mã số 68.5. 68.5 nè, 60 đến 65 kg mặt dừa. 68.5 em chốt cho chị Hiếu Phạm. Sáu mươi tám chấm năm. 69.4. 69.4, 55 kg đến 60 kg mặt dừa. Ok chứ Thắm Hồng. 69.4 cái chị. 69.4, 55 kg đến 60 kg mặt dừa, rất là đẹp luôn. Đây đi với cà phê sữa nha. Chốt em bộ này là 69.4. Rồi 70.5. 70.5 cái chị. Em dơ lên về cho nó nhanh nha cái chị đẹp nha em. Chốt em 70.5 như cái chị đẹp quá. Bảy mươi chấm năm cái chị. 60 đến 65 kg mặt dừa. 60 đến 65 kg mặt dừa lên giúp giùm em bộ này là 70.5. 70.5 cái chị. 70.5. 71.3, 55 kg trở lại mặt dừa. 71.3 sai cho cái chị 55 kg trở lại mặt dừa cái chị. Chốt 55 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 71. 71.3 cả nhà ơi, 71.3 sai cho cái chị đẹp nhà em 50 kg trở lại mặt dừa. Ủa quên, 55 kg. Rồi đã thấy là ăn cái gì chưa à? Nếu đi chợ chứ biết cái đấy đi lò chứ cái đấy chưa mang lò khói với thun Mỹ nha chị. Rồi mà sáng mấy giờ vô vô mang lò khói thun Mỹ nha chị Thắm Hồng. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cái chị đẹp nhà em. Bộ này là mã số, bộ này là mã số 72, 72.3 và 72.4. 72.3 là 55 kg trở lại mặt dừa và 0.4 là 60 kg. Hàng đẹp đó chị, hàng này 200 mấy một bộ đó. Chờ mãi mới có hàng sale cho mấy chú. Nó sale rồi mỗi một mẫu nó được có vài bộ, vài bộ. Lên với em bộ này mã số 72 nha. 72.3 là 55 kg và 72.4 là 60 kg. Cao trên 1m55 giúp em. Mình có 71.mấy rồi chứ. 72.3 cho chị Ái Nhi. 71.3 đó chị Lê Hạnh ơi. Chị Lê Hạnh mà size 3 ok không? Thun Mỹ giống Solen không em? Nó đẹp hơn Solen chị. Nó dày dặn hơn nha. Nó đanh hơn là Solen ha. Solen nó thì cái vải nó mềm hơn.
Còn cái này nó vẫn co giãn, nhưng mà dạng co giãn nó giống như cô hàng cô tông bệnh vậy đó. Cô tông bệnh thì nó mỏng hơn, còn cái hàng này nó dày dặn hơn nha. Mua thử một bộ về coi chất vải thì chị. Nói chung là hàng thun Mỹ là hàng ai mặc cũng khoái hết. Em không biết nó có hợp với chị hay không nha. 54kg, 54kg cao bao nhiêu chị Lê Hạnh? 54kg chị cao 1m56, 57 trở lên giúp em ha. Rồi 71 cho chị Lê Hạnh. Khách nhà em mua thun Mỹ rồi là về mua tiếp đó chị, sợ trùng mẫu thôi đó, chứ khác mẫu là mấy chị nhà em là trời hốt hết. Thun Mỹ đẹp nha mấy chị. Ok, mé 6 54kg là mặc size số 3 là ok. 55kg trở lại mặc vừa lên giúp giùm em bộ này là mã số 73. 73.3 cả nhà mình ơi, rất là đẹp luôn nè. 55kg trở lại mặc vừa. 73.3, 55kg trở lại mặc vừa. Ok chị, vậy chị mua thử một bộ đi chị nha. Mua thử một bộ đi về mặc ok, giờ bữa mình mua tiếp. 73.3 em chốt cho chị kích tim eo. Ok chị kích tim eo. Bảy mươi bốn chấm ba, 55kg trở lại mặt dừa. 55kg cao 1m56, 57 trở lên giúp em. Chị nào thấp người thì 52kg trở lại, 52-53kg lên với em. 74.3 rất là đẹp luôn. 74.3 cái chị, 74.3 trước cho chị Hiền. Bảy mươi lăm chấm ba cái chị, 55kg trở lại mặt dừa luôn. Không, đợt này cái chị mua 5 bộ em miễn ship luôn. Ok. Ok, thun Mỹ 150 một bộ. Không có sale là em sẽ 5 bộ em miễn ship cho mấy chị. 55kg trở lại mặt vừa các chị. Chị nào mua dưới 5 bộ thì phí ship 20.000. Lên với em bộ này 150 một bộ chứ. 74.3 cả nhà ơi. Ủa, đang lên thun Mỹ nè chết. Em đang lên thông Mỹ mà. Hả? Của chị 75. 75 hả? Của em là 75 nha các chị, 75.3. Của em đang lên thông Mỹ mà. Chị Trần Giang, em đang lên thông Mỹ mà, sao chế hỏi kỳ vậy? Hết thông Mỹ rồi hả? Chị chốt nãy giờ mà chị hỏi em gì kỳ vậy? Em đang lên thông Mỹ mà. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha các chị. 75.3. 55kg trở lại mặt dừa. 76.3 cả nhà. 55kg trở lại mặt dừa luôn. 76.3, 55kg trở lại mặt dừa các chị. Thì nó là thun Mỹ nhưng mà nó là size nhỏ thôi chứ, chứ nó đâu có hết. Em nhiều khi em rút ngay cái cọc size nhỏ thôi ha. Đến 65kg mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 76. Chốt em bộ này mà 76 nha các chị ơi, 76. 60 đến 65kg mặt vừa lên giúp em bộ này là mã số 76. Bảy mươi sáu cho chị Nguyễn Thị. Còn nhiều lắm, thun Mỹ em còn nhiều lắm, chế chưa có hết đâu. Nguyên một cái kho thun Mỹ của em mà. Thun Mỹ đợt này em lấy về cho cái chị bán cho cái chị mặt tết nè. 76 em hết cái chị. Lên với em bộ này mã số 77. 60 đến 65kg mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 77 đẹp chứ chị.
Chị nào 63, 64, 65 kg cao trên 1m55 giúp giùm em nha. Chị nào hơi thấp người 62 kg trở lại. Lên với em bộ này mã số 77 với chị, 77 60 đến 65 kg mặt trường. Chốt em bộ này mã số 77 nha. 77.5 em chốt cho chị Khánh Hằng. Rồi 78.3. 78.3 55 kg trở lại mặt giường. 78.3 55 kg trở lại mặt giường nè các chị, đẹp quá. 78.3 nha, 55 kg trở lại mặt giường, lên với em bộ này 78.3. Cho chị Nguyễn Hồng 79.5 60 đến 65 kg mặt giường. Bọn này hôm trước chị nào kêu mua được, đợt này mua đây mấy chị, bọn này đẹp này. Lên với em bọn này là 79 chị. 79.5 60 đến 65 kg mặt giường. 79.5 79.5 em chốt cho chị Hoa Lê. 80.3 55 kg trở lại mặt giường. 80.3 80.3 55 kg trở lại mặt giường. 150 một bộ chị, 5 bộ em miễn ship. Chốt em bộ này là 80.3 55 kg trở lại mặt giường. 80.3 cho chị Bi Bo. Đẹp quá. 55 kg trở lại mặt giường. Ở đây nó có một cái hàng nút xéo qua nha mấy chị. Ở đây nè. Mấy chị thấy rõ không? Nó còn có một cái hàng nút xéo qua rất là đẹp. Cũng lên với em bộ này là 81.3, 55 kg trở lại mặt giường. 81.3 cái chị, 55 kg trở lại mặt giường. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị. 81.3. 82.4, 81 cho chị Lê Hạnh. 82.4, 55 kg đến 60 kg mặt giường. 55 kg đến 60 kg mặt giường, lên giúp em bộ này là mã số 82. 82.4. 55 kg đến 60 kg. 82.4. 82 em quỷ chị Duy Thiên ơi, nó bị dính rồi. Để em coi em có tháo ra được. Nó bị dính cái đường chỉ lên tí xíu. Nó bị dính nha. Em quỷ nha, bộ này đẹp mà nó bị lỗi nha. Em ghi lỗi nha. Em quỷ mã số 82 nha chị Di Thiên ơi. Nó mang dính vô rồi gỡ ra là nó sẽ bị hư cái vải. Lên với em bộ này 83, 83.3 cái chị. 55 kg trở lại mặt giường. 83.3. 83.3, 55 kg trở lại mặt giường, rất là đẹp luôn. 83.3. 83.3. Không nhớ nữa chị Trúc Nguyễn ơi. Cái lô đó hôm qua em chốt hết rồi nhưng mà khách có xả ra đó, nhưng không biết có sai chị cần không ha. Em chưa có coi nữa. 60 đến 65 kg mặt giường, lên với em bộ này là mã số 84 đây nè. 84, 60 đến 65 kg mặt giường. Đơn gọi hồi sáng là chưa đi, còn gọi hồi hôm qua hay gọi trước gì đó là đi rồi nha chị. Chỉ có đơn hồi sáng gọi là chưa đi thôi. Lên với em bộ này nha các chị. 84 rồi đó. Dạ. 84 cho chị Trần Giang.
bộ này mã số 85 cả nhà. 55 kg đến 60 kg mặc vừa. Cổ sơ mi ha. 85. Chốt em bộ này mã số 85 các chị, 55 kg đến 60 kg mặc vừa. 85.4 chị, không phải .5. 150 một bộ các chị. Phí ship 20.000 trên đơn, chị nào mua từ 5 bộ trở lên em miễn ship. Rồi chốt em bộ này nha các chị. 85.4, 55 kg đến 60 kg mặc vừa, rất là đẹp luôn. Cổ sơ mi giùm em nha. 85.4. Đến 65 kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 87.5 các chị. Rất là đẹp. 87.5, 60 đến 65 kg mặt vừa. 85 chị 86. Chị 86 chứ. Đã lên 87. 87 cả nhà mình ơi. 87 à. 60 đến 65 kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 87. 87.5 em chốt cho chị Trần Giang. Ủa cho chị Nguyễn Thủy chứ, em xin lỗi. Chị Trần Giang không có mã số 87 nha chị ơi. 87 cho chị Nguyễn Thủy ạ. Chị Trần Giang chốt sale rồi. Lên với em bộ này mã số 88 nha chị. 88.5. 88.5 à, 60 đến 65 kg mặt vừa. 88.5 cái chị đẹp nhà em. 60 đến 65 kg mặt vừa. Chốt em bộ này màu cam đất. 88.5 em chốt cho chị Thẩm Thấm Hồng. 89.4, 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 89.4. 89.4 rất là đẹp luôn. Đỏ này là màu đỏ hồng á mấy chị, rất là đẹp nha. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 89.4 em chốt cho chị Thanh Thúy. 90.5. Đẹp quá. 60 đến 65 kg mặt vừa. 90.5 các chị. 90.5. 60 đến 65 kg mặt vừa, đẹp quá, đẹp luôn. 90.5 em chốt cho chị Trần Giang. 91.3, 55 kg trở lại mặt vừa. Mấy bộ size 3 đẹp đẹp luôn hả? Chốt em bộ này nha mấy chị ơi. 91.3, 55 kg trở lại mặt vừa. Chốt em 91.3 nha. Đẹp lắm. 91.3, 55 kg trở lại mặt vừa. 92.4, 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 55 kg đến 60 kg, chậu bồ này đẹp quá. Hai người chưa lên đi phải không? 91.3 cho chị Hiền. 92.4 đi các chị, 92.4. Đồ em nhận mặt đẹp lắm chị. Em cảm ơn chị được thăm rất là nhiều. 94 cho chị Lê Hạnh.
cổ bao lăng tông em còn đó chị, nhưng mà nó còn có mấy bộ à. Chứ cái like sau đi em lên cho mấy chị nha, chút xíu em ớt cái like này là tầm khoảng giờ là 2 giờ rồi hả, 1 giờ 45 rồi, tầm khoảng 3 giờ em lên cho các chị một cái like mới, là em tặng in cái điện thoại em, 3 giờ em lên cho các chị cái like mới, em lên cho các chị mấy cái bộ cổ bao lăng tông, mấy bộ lẻ lẻ đó em lên cho. Bộ này 90 mấy rồi đó, 95 các chị ơi, 95.5, 60-65 ký mặt giường, 95.5 này các chị, 60-65 ký, đẹp lắm luôn, 95.5 ha, 60-65 ký mặt giường, 95.5, 95.5, 60-65 ký, 150 bộ các chị, phí ship 20.000 trên một đơn, 5 bộ em miễn ship, 95.5 cho chị Nguyễn Thị, 96.3, 55 ký trở lại mặt giường, 96.3, 55 ký trở lại các chị. Ký trở lại mặt giường. Không. Bà ba 3-4 ngày nữa em mới có hàng mấy chị. 96.3 cho chị Hiền. 97.4. 55 ký đến 60 ký. 55 kg đến 60 kg. Lên giúp em bộ này là 97.4. 97.4 các chị. 55 kg đến 60 kg mặt giường. À mấy bộ size nhỏ kiểu nó đẹp đẹp không mà chị. Bộ này cũng đẹp nữa nè, 55 kg đến 60 kg mặt giường. Lên giúp em 97.4. Chị size 60 kg của em đâu hết rồi. Cái bộ này mặc đẹp lắm. 55 kg đến 60 kg. Lên với em bộ này là mã số 94, 97.4. 97.4. Rồi 98.4 luôn, 55 kg đến 60 kg mặc giường. 98.4 luôn các chị. Ký đến 60 ký mặt giường. Lên với em bộ này là 98.4. 55 ký đến 60 ký mặt giường. 98.4 các chị, 98.4 cho em bộ màu tím đi chứ. Lấy nãy giờ cũng thấy. Bộ xe nam ta lượm lượm ta tính ra. Chiều nay chốt đơn á thì An Giang thì ngày mai ngày mốt gì tới chị tùy ha. Ở trung tâm á thì tới ngày mai tới, còn ở trong ấp á thì trong xã thì nhiều khi đi nó chậm hơn tí xíu thì 1-2 ngày. 60 đến 65 ký mặt giường. Lên với em bộ này là mã số 99. 98.4 cho chị Duy Thiên. Lên với em bộ này mã số 99 nha chị. 99. 99 màu tím. 60 đến 65 ký mặt giường rất là đẹp. 99 em chốt cho chị Thanh Thúy. làm với em bộ này mã số 100. 60 đến 65 ký mặt giường. Cái bộ này nó có cái nút ở đây nè mấy chị ha, đẹp lắm. Cổ này nó rời ra nhìn. Lên với em bộ này mã số 100, 60 đến 65 kg mặt giường. Cho em bộ này mã số 100 nha các chị. 60 đến 65 kg mặt giường. Mấy bộ này chứ cái chị mặc đẹp lắm đó nha. Chị nào mà mặc ôm vô trong người rất là sang và rất là đẹp. 100 em chốt cho chị Hiền Nguyễn.
Chị Hiền Nguyễn khách mới lên, cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. Cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em nha chị Hiền Nguyễn khách mới. Rồi quay lại bộ này mã số 1 giúp em. 55kg trở lại mặt giường. Quay lại mã số 1 giùm em, 55kg trở lại mặt giường. Chốt em bộ này là mã số 1, 1.3, 55kg trở lại mặt giường. Mã số 1 em chốt cho chị Thanh Thúy. Rồi mã số 2, 60-65kg mặt giường. Chốt em bộ này mã số 2. Đến 65kg mặt giường, các chị lên giúp em bộ này là mã số 2 đẹp. Chốt em mã số 2 ha. 2.5 em chốt cho chị Trần Giang. Chốt 3.4, 55kg đến 60kg mặt giường. Chị Hiền Nguyễn không lên cân nặng chiều cao quỷ đơn đi chị. Không có cân nặng chiều cao quỷ đơn. Lấy cái quần nhất, đỡ qua đi. Cái nào giống cùng size năm, đỡ qua. Vậy lượt ở trong kia cái cũ của mình á. Cái cũ mình còn nhiều mà. Cái màu da á. Chị đi cái để ghi. Mét 50, 65kg mà không vừa như chị Hiền Nguyễn ơi, em quỷ đơn của mình nha, không có vừa. Trăm rưỡi bộ à, trăm rưỡi bộ nha mấy chị ơi. Rồi bộ này 55kg đến 60kg mặt giường. 55kg đến 60kg mặt giường các chị. Kiếm ở trong cái cổ cục kia á, thấy cái hàng ấy của mình nó cái hàng hôm bữa á. Còn nhiều màu lắm. 60 đến 65, ở quanh 6 55kg đến 60kg mặt vừa cái chị lên giúp em 3.4. Vậy là phóng. Lên cho em bộ này nha các chị ơi. Lên với em bộ này là mã số 3.4. Úp bia đi chị. Úp bia đi mặt không có vừa chứ. Đẹp quá các chị ơi. 60-65kg mặt vừa. Lên với em bộ này là mã số 4.5 cả nhà mình ơi, 60-65kg mặt giường rất là đẹp luôn. 60-65kg mặt giường lên giúp em bộ này là mã số 4.5 giúp em ha, rất là đẹp. Bốn chấm năm em chốt cho chị Huỳnh Trúc. Dự bị cho chị Kim Sơn. Chị Kim Sơn dự bị cái này rồi. Ôi đẹp quá mấy chế ơi. 55kg trở lại mặt vừa.
Cái bộ size 3 kiểu đẹp đẹp không hả chị? 55kg trở lại mặt vừa lên giúp dùm em, bộ này là 5.3. Cả nhà ơi, 55kg trở lại mặt vừa kiểu vậy thôi. kiểu độc lạ đẹp nè mấy chị. Lên giúp dùm em bộ này là 5.3. Dạ. 6.3 giúp em 55kg trở lại mặt dừa. 6.3 nha. 55kg trở lại mặt dừa 6.3. Rồi lên giúp em bộ này là 7.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Cái bộ này đẹp không à chị ơi? Kiểu này đẹp quá hả? Cái này gì? Cái này màu vàng lên là đẹp nha. Nó nổi lên cái đường viền, cái viền màu vàng. 55kg đến 60kg mặt dừa cái chị. Mấy chị bữa nay mấy chị 55kg, 60kg của em đã hết rồi. Bảy giờ toàn là bộ đẹp đẹp không? Ơi, chị mới mua bên em hai bộ là ok đi đơn được rồi đó chị. Cho mấy bạn nhà em đi đơn đi, ngày mai mốt chị nhận được chị thử đi, được ok thì mình mua tiếp. Chiều nay em xuống live là mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn luôn, nên là các chị có đơn để ý điện thoại giúp em nha. 7.4 em chốt cho chị Chi Chi. Đang lựa size 5 thôi mà cho em bộ kia đi chứ. Bộ này từ từ bỏ bộ đấy. Bộ đấy xong chưa? Size 3 luôn hả? Size 3 luôn. 55kg trở lại mặt vừa luôn các chị. Lên giúp giùm em bộ này là 8.3. Trở lại mặt vừa luôn, 8.3. Ừ. 8.3 nha các chị ơi, 55kg trở lại mặt vừa, 8.3. 8.3 cho chị Bi Bo. Rồi 9.4. 55kg đến 60kg mặt vừa. 55kg đến 60kg mặt vừa các chị. Lên giúp giùm em bộ này là 9.4. Chị Hiền Nguyễn. Chưa, cái lô này em còn nhiều lắm. Từ từ em like cho chị, tối nay lên thùng Mỹ tiếp. 55kg đến 60kg mặt vừa nha. Đây bộ này cũng đẹp nữa nè. Bộ này 55kg đến 60kg mặt vừa luôn. Lên giúp em bộ này là 10.4. Rồi em kết thúc like ở đây luôn nha các chị. 10.4 giúp em với chị. Tối em lên, 3 giờ em lên tiếp cho các chị. 3 giờ em sẽ lên hàng xưởng nha. Hàng cấp tân, hàng bao lăng tông gì mấy cái bộ còn ít ít. Với lại là bộ ống rộng rồi em mới về cho mấy chị đó. Sẽ lên lại cái đó. Thuân Mỹ tối em lên tiếp. Chị nào size 4 nè, 55kg tới 60kg chốt luôn bộ này đi đẹp. 55kg 60kg nha, lên giúp em bộ này 10.4. Rồi em kết thúc like ở đây luôn nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà mình nha. 3 giờ mình gặp lại nha các chị. 3 giờ em like tiếp nha. 3 giờ chị nào muốn mua cắt tông, muốn mua bộ cổ bao lăng tông tay dài, bộ ống rộng nữa, em like lại cho các chị mẫu đó. Chị Hành Lan vừa trễ rồi, tối coi tiếp chế hoặc chị chút xíu. Ủa 19.4 là mã gì vậy? Cái gì? 10.4 á chị, 10.4 cho chị Trần Giang. Chị Trần Giang mặc vừa không? Chị Trần Giang 10.4 đúng rồi, 10.4 chị đặt lại. Chị Trần Giang ơi, cái đó size 4 thôi nha, 55kg đến 60kg trở lại thôi. Rồi em bye bye các chị.